Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 74. Người bán thấy mọi người không hứng thú gì mấy, biết không thể câu giờ thêm nữa, quyết định chào bán, 10 viên đan dược, giá khởi điểm 5 triệu tiền báu, mỗi lần tăng ít nhất 20.000. Buổi đấu giá đã bắt đầu, không ngờ lại có rất nhiều người tranh giành như vậy, mức giá tăng dần từ 5 triệu lên đến 8 triệu thì số người tranh giành càng lúc càng ít, chỉ còn lại 3 người. Ngô Bình biết như vậy cũng đã đến lúc rồi nên ra giá 8 triệu 500 nghìn. Một người khác lập tức ra giá cao hơn, 8 triệu 555 nghìn. Phải nói là viên đan dược đó được tạo ra là để cho Ngô Bình nên đương nhiên anh không thể nào nhường cho người khác được, tiếp tục tăng giá. Sau mấy lượt, mức giá đã tăng lên đến 10 triệu nhưng đối phương vẫn chưa có ý từ bỏ. Ngô Bình thầm than xui xẻo, bảo Tiên Nhi đẩy giá lên 10 triệu 100 nghìn. Dường như đối phương đã cảm nhận được sự giàu có và lòng quyết tâm của Ngô Bình nên từ bỏ. Cuối cùng anh đã mua được 10 viên nguyên chân đan với giá trên trời là 10 triệu 100 nghìn. Vì đây là cuộc đấu giá do tiệm tự tổ chức nên không có thêm chi phí khác. Ngô Bình mua được nguyên chân đan thì lập tức cầm một viên lên quan sát, anh có thể cảm nhận được sức mạnh dồi dào chứa trong đan dược. Hơn nữa, dường như sức mạnh đó và sức mạnh bản nguyên trong người anh đang hút nhau. Xem ra mình cũng có thể uống đan dược này, không biết hiệu quả như thế nào. Chính vào lúc đó, bùa ngọc trên người anh bỗng sáng lên, một cái bóng xuất hiện. Miếng bùa ngọc đó được anh luyện chế cách đây không lâu, nếu người đeo nó gặp bất trắc thì bùa ngọc sẽ chủ động ghi lại cảnh tượng lúc ấy, sau đó truyền về cho bùa ngọc trong tay Ngô Bình, kịp thời cập nhật. Hình ảnh hiển thị một luồng kiếm quang đáng sợ đang phóng thẳng vào trong sân nhà anh, một vài thuộc hạ của nữ đế tự đánh tan xác ngay tại chỗ. Một con chó đen cũng không kịp né, bị kiếm quang đánh thành đống thịt nhão. Sức công phá mãnh liệt đánh bay mọi người, sau đó anh đã nghe thấy tiếng hét thất thanh rồi đến tiếng la đau đớn của Ngô Mi. Lúc này, một luồng sức mạnh đã chống trả, có lẽ là đại thần Côn Ngô ra tay, muốn đánh tan luồng kiếm quang nhưng vô dụng, hai luồng kiếm quang đáng sợ hơn ập xuống, mỗi luồng đều khiến cho lá chắn của đại thần Côn Ngô phải rúng động. Tiếp ngay đó, một bóng người xuất hiện. Là nữ đế Linh Hy. Linh Hy phất nhẹ tay, tiên quang xuất hiện, bảo vệ lấy trang viên, tạo thành lá chắn thứ hai ở vòng trong. Ngô Bình nhìn thấy cảnh này thì giận điên người, nhưng anh không thể biểu hiện ra bên ngoài mà phải bình tĩnh nói với Tiên Nhi, tìm bùa sát sinh dùng một lần cấp bậc chân tiên mà không làm tiêu hao sức mạnh của người sử dụng. Tiên Nhi tiểu bình, loại bùa này đắt lắm, mặc dù uy lực lớn nhưng lại không có lời đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô ta vừa dứt lời thì liền có một số cửa hàng xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình không có thời gian chọn, nói Tiên Nhi, cô hãy lọc tất cả các loại bùa theo tính sát thương. Tiên Nhi, Tiếp ngay đó, các lá bùa nối tiếp nhau xuất hiện trước mặt Ngô Bình. Để uy lực của các lá bùa sát sinh này được thể hiện trực quan, Tiên Nhi đã ghi rõ sức sát thương của mỗi loại. Chẳng hạn như bùa sát sinh cấp chân tiên xếp thứ nhất tên là bùa tuyệt kiếm thiên sát, sức sát thương của nó cao đến 100 tỷ vạn điểm. Khi tu sĩ bình thường vừa mới đạt đến cấp chân tiên, mượn thêm sức mạnh ngoại lực thì nhiều nhất cũng chỉ chịu nổi 100 vạn điểm của lực sát thương. Ngô Bình nhìn sơ báo giá của loại bùa này là 2 triệu rưỡi tiền báu. Anh lập tức mua bùa tuyệt kiếm thiên sát không chút do dự. Sau đó, anh nhìn sang bùa tứ nguyên chu tiên với sức sát thương 3.000 vạn điểm được bán với giá 240.000 tiền báu. Anh mua liền 5 tấm, tốn hết 1.200.000 tiền báu. Anh mua bùa xong thì chẳng còn được bao nhiêu tiền, lập tức đến trận truyền tống, quay về thiên địa kiếm tông ở hạ giới. Trước khi đi, anh chỉ để lại một tin nhắn, nói rằng có việc phải xuống hạ giới trước, bảo đệ tử ở trận truyền tống chuyển lời giúp đến tông chủ La Thiên Tướng. Bầu trời trên không của nhà Ngô Bình có hai lớp ánh sáng bảo vệ chặt những người trong nhà, đại thần Côn Ngô bị ép phải lộ diện, một cái đầu người treo lơ lửng trên không, hai mắt trợn tròn, như sắp phun ra lửa. Ông ấy đã sắp không chống cự nổi nữa rồi, người ra tay là ba vị kiếm tiên, thực lực của bọn họ rất đáng sợ, chiêu nào cũng khiến ông ấy đau đớn. Ngô Bình, nếu cậu còn không chịu về thì tôi sẽ không chống đỡ được nữa đâu. Ông ấy hét lớn. Linh Hy hạ giọng nói, xin đại thần nhất định phải kiên trì, Ngô Bình sắp về rồi. Đại thần Côn Ngô hét lớn đến rền trời, trên không trung liền xuất hiện một bàn tay vàng khổng lồ, hướng về phía ba người đó. Nhưng một luồng kiếm quang sắc bén liền chém xuống,
chém tan bàn tay được ngưng tụ từ pháp lực của đại thần Côn Ngô. Đại thần Côn Ngô thở dài, lá chắn bên ngoài dần dần biến mất, đầu người cũng rơi xuống đất, nhắm mắt lại. Đòn lúc nãy đã rút sạch toàn bộ sức mạnh của ông ấy đành phải chìm vào giấc ngủ sâu. Nữ đế Linh Hy hét lên một tiếng, nâng lá chắn lên cao hơn, nhất định cô ấy phải gắng gượng cho đến khi Ngô Bình quay về. Ầm. Một luồng kiếm quang màu đỏ ập xuống, lá chắn sáng rung lên dữ dội, Linh Hy hừm lên khó chịu, khóe miệng rớm máu. Ầm. Lại có thêm một luồng kiếm quang màu xanh chém lên tấm chắn biến dạng, nữ đế Linh Hy chao đảo suýt ngã xuống, sắc mặt trắng bệch như giấy. Trên không trung có một cung điện lơ lửng, cung điện vô cùng nguy nga, trước cung điện có ba người đàn ông đang đứng, họ đang liên tục chém kiếm quang xuống tấm chắn phía dưới. Người đàn ông bên trái lạnh lùng nói, không ngờ chỗ nhỏ bé thế này cũng có thiên tiên phản kháng, hơn nữa còn cầm cự được lâu đến thế, khá thú vị đấy. Người đàn ông bên phải nói, đừng lãng phí thời gian nữa, sư phụ bảo chúng ta nhanh chóng thu phục trang viên này làm hành cung cho thế tử, thời gian có hạn, chúng ta đã lề mề lâu quá rồi. Người đứng giữa nói, chỗ này có cao nhân trấn thủ, xem ra chủ nhân của trang viên cũng là người có gốc gác. Người đàn ông bên trái mỉm cười, nói, sư huynh, hắn ta có gốc gác thế nào đi nữa thì có lớn hơn công tử Lưu Vân, con trai của sư phụ không? Ba người đó vừa nói vừa tiếp tục tấn công, còn Linh Hy thì sắp không cầm cự được nữa rồi. Lúc này, Thanh Tuyết Thiên Chủ bước ra, tay phải của cô ta cầm một thanh kiếm dài ba tấc trong suốt, cô ta niệm chú, chuẩn bị xuất ra sát chiêu. Bỗng nhiên, một bóng người đáp xuống, là Ngô Bình. Linh Hy thấy Ngô Bình quay về thì lập tức ngất xỉu, cô ấy đã sớm không chịu nổi rồi, giờ cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Ngô Bình giương tay. Đánh ra bùa tứ nguyên chu tiên, một luồng sát quang lập tức chém nát luồng kiếm quang giáng xuống, hơn nữa, tàn dư sóng còn rất mạnh, ập về phía cung điện đó. Chân tiên sát phù, mặt của ba người đàn ông biến sắc, cả ba đều kinh ngạc, lập tức trốn vào trong điện. Ầm. Sát quang đáng sợ ập lên cung điện làm cung điện rung chuyển dữ dội, bên ngoài xuất hiện vết nứt rõ rệt. Hả, không đánh tan được sao, Ngô Bình không chút do dự. Tiếp tục dùng tiếp hai tấm bùa tứ nguyên chu tiên, đánh lên cung điện đó. Khi cung điện sắp sửa nát vụn thì một người khổng lồ xuất hiện, hắn ta chắn ngay trước cung điện, vung tay lên, một luồng sáng tím vụt qua, chặn đứng hai luồng sát quang lại. Người này mặc áo đạo nhân, hai mắt lóe lên ánh sáng tím, hắn ta trầm giọng nói, đạo hữu bên dưới, ta là Tử Lôi Thiên Quân, có thể nể mặt ta, bỏ qua chuyện này, mỗi bên nhường một bước được không? Đinh! Sức mạnh từ hai lá bùa tứ nguyên chu tiên trước đó và bùa tuyệt kiếm thiên sát sau này hợp làm một, đánh nát chuông lớn trong chớp mắt, đạo sĩ đứng trong đó kêu lên đau đớn, thân thể nổ tung, chỉ còn một tia tàn hồn thoát được. Trong tích tắc, uy lực còn sót lại của kiếm quang đánh cung điện chỉ còn lại một mảng hư vô, ba người bên trong đó cũng chết luôn. Có ba vị kiếm tiên tấn công nhà của Ngô Bình, thật ra xung quanh cũng có rất nhiều tu sĩ đứng xem trò hay. Lúc họ nhìn thấy kiếm quang đánh nát cung điện và chuông lớn chỉ bằng một đòn, ai cũng hoảng sợ. Sau khi giết chết kẻ hành hung, Ngô Bình lập tức cứu chữa Linh Hy. Linh Hy bị thương khá nghiêm trọng, anh điều chế thuốc, đích thân bón cho cô ấy uống. Cuối cùng, vài phút sau, Linh Hy đã tỉnh, cô ấy hỏi kẻ địch đã đi rồi sao? Ngô Bình gật đầu, Linh Hy, vất vả cho cô rồi. Nếu không có cô thì ở đây chắc không còn ai sống sót được. Linh Hy thở phào nhẹ nhõm, đi rồi thì tốt, ông chủ, tôi đã dốc hết sức rồi, tiếc là tu vi không bằng người ta. Ngô Bình, cô đã làm rất tốt rồi. Cho Linh Hy xuống nghỉ ngơi, anh bước tới nhặt cái đầu của đại thần Côn Ngô lên rồi đặt về chỗ cũ. Thiên chủ Thanh Tuyết, nếu cậu còn không tới thì tôi buộc phải dùng hết vốn liếng đấy. Ngô Bình nhìn thanh kiếm nhỏ trong suốt trong tay cô ta, cảm thấy từ bên trong nó phát ra kiếm ý khiến người ta kinh hãi. Đây là pháp khí của cô à, anh hỏi. Thiên chủ Thanh Tuyết, một đòn toàn lực cũng có thể giết được kẻ kia, chỉ là tôi cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Ngô Bình, may là tôi tới kịp lúc, không thì hậu quả không thể lường được. Thiên chủ Thanh Tuyết, thế giới hỗn loạn, không thể tránh khỏi những chuyện kiểu này, cậu đừng nghĩ quá nhiều, dốc sức nâng cao tu vi là được rồi. Ngô Bình, tôi đang ở cảnh giới thần biến. Thiên chủ Thanh Tuyết, thế cậu phải cẩn thận đấy. Cảnh giới thần biến này có các tầng biến hóa,
mỗi tầng biến hóa sẽ sinh ra tác dụng phụ cực mạnh. Ngô Bình hiểu hết những điều này, anh nói, thật ra có 9 tầng biến hóa, sau đó anh nói về thần ma cửu biến. Thiên chủ Thanh Tuyết nói, thế mà lại có 9 tầng biến hóa. Ngô Bình, lúc trước cô trải qua mấy tầng biến hóa? Thiên chủ Thanh Tuyết, 4 tầng, muốn vượt lên tầng thứ 5 nhưng tiếc là không thành công. Ngô Bình, linh hồn sơ sinh của cô cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất cũng sở hữu thực lực cấp hư tiên. Nếu có thể đạt tới tầng thứ 5 thì thực lực ít nhất sẽ tăng gấp đôi. Thiên chủ Thanh Tuyết, mỗi một tầng thần biến sẽ khiến nguyên thần mạnh hơn gấp đôi. Nếu có 9 tầng thần biến thì tu vi đạt đến tầng 9 thần biến thật sự quá đáng sợ. Ngô Bình gật đầu, thần biến càng về sau, tác dụng phụ sẽ càng lớn. Cái này gọi là lợi ích càng lớn thì nguy hiểm càng cao. Thiên chủ Thanh Tuyết cười nói, nhưng tôi tin cậu chắc chắn sẽ thành công. Nguyên thần tầng 9 thần biến, chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi kích động tới run cả người. Cậu của lúc ấy nhất định có thể phá bỏ được gông xiềng của thần hồn. Ngô Bình nói, đúng là vậy. Thanh Tuyết, cô biết những kẻ ra tay hôm nay không? Thiên chủ Thanh Tuyết, Tử Lôi Thiên Quân mà cậu đánh chết là một chân tiên sơ kỳ, là học trò của Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn. Ngô Bình khẽ than, lại là một vị thiên tôn. Thiên chủ Thanh Tuyết, thiên tôn cũng không có gì ghê gớm cả, chỉ là một phong hiệu của tiên đình thôi. Nhưng nghe nói vị Cửu Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn này đã luyện hóa được cửu bộ lôi thần rồi, lôi pháp của ông ta là mạnh nhất trong trời đất này. Ngô Bình, cửu bộ lôi thần là gì? Thiên chủ Thanh Tuyết gật đầu, cửu bộ lôi thần là thần linh thượng cổ, thực lực sánh ngang với Đại La Đạo Quân. Ngô Bình, thế thì đúng là rất lợi hại. Thiên chủ Thanh Tuyết, ghê gớm nhất là cửu lôi phổ hóa thiên tôn đã khống chế được cửu lôi tiên vực, trong đó có một tòa lôi thành. Bây giờ ông ta đang dốc hết sức để luyện hóa, một khi luyện hóa được tòa thành này, thực lực của ông ta sẽ tăng lên gấp 10 lần. Ngô Bình, lôi thành kia là cái gì? Thiên chủ Thanh Tuyết, là pháp khí của chủ nhân của sấm sét, nghe nói chủ nhân của sấm sét đang ngủ say trong đó. Ngô Bình, xem ra phải đổi nơi sinh sống rồi. Thiên chủ Thanh Tuyết, cậu sợ bọn họ trả thù à? Ngô Bình, đúng vậy, dù sao cũng là thiên tôn mà, giết học trò của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua đâu. Thiên chủ Thanh Tuyết, đúng là có nguy hiểm, cậu tính thế nào? Ngô Bình, tạm thời trốn ở Long Hồ Tiên Cảnh. Chỉ để lại vài cường giả canh giữ bên ngoài. Đợi mọi chuyện lắng xuống rồi ra ngoài sau. Thiên chủ Thanh Tuyết, cũng được. Nói chuyện vài câu xong Ngô Bình dẫn người thu dọn hiện trường bị kiếm quang phá hủy. Vài thuộc hạ và một con chó của nữ đế Linh Hy bị giết, hơn nửa khu nhà cùng hoa cỏ cây cối đều bị phá hủy. Sau khi dọn dẹp sơ qua, anh vào Long Hổ Tiên Cảnh. Nơi đây rất rộng lớn, anh chọn một mảnh đất có phong cảnh đẹp. Dựa núi kề sông rồi quyết định cất một căn nhà. Nếu nói về xây nhà thì đi tìm Lỗ Mộc Trực là cách tốt nhất. Anh lập tức liên lạc với Lỗ Mộc Trực. Ở đầu bên kia, Lỗ Mộc Trực nói, công tử, đã chuẩn bị đầy đủ đồ cậu cần rồi, bây giờ có thể nhờ công tử ra tay được không? Ngô Bình cười nói, vậy sao? Được chứ, mai tôi sẽ sang đó, các ông cứ chuẩn bị cho ổn thỏa đi. Được được, chắc chắn rồi. Sau khi liên lạc với Lỗ Mộc Trực, Ngô Bình cười khẩy, anh đoán rằng cuối cùng lão tổ của nhà họ Lỗ đã không chịu được nữa, muốn ra tay với anh rồi. Lần trước bước ra khỏi nhà Lỗ Thị, anh đã nhìn ra được đối phương không có ý tốt với mình. Chỉ là lúc đó anh không nắm chắc được có thể phản công được hay không, bây giờ anh đã không sợ nữa rồi. Lại đến trước quái vật máy móc kia, đây là một con rối kim loại cao hơn 3 mét, có 3 cánh tay, mỗi cánh tay cầm một binh khí kỳ lạ. Bên trong nó có cấm chế tiên đạo cực kỳ cao cấp và phức tạp, cấm chế dày đặc, đó là cấm chế cấp thần. Lỗ Mộc Trực quan sát nét mặt của Ngô Bình, ông ta cười nói, Ngô công tử, đồ cậu cần đều ở đây, những chuyện còn lại giao cả cho cậu nhé. Ông ta chỉ các loại vật liệu bày trên đất rồi khom người lui ra. Ngô Bình tới trước con rối thần cơ, anh giơ tay vỗ một cái vào con rối, nói, Lỗ Ngọc, nghe được lời tôi nói không? Rất nhanh. Một giọng nói máy móc vang lên, Ngô công tử, tôi đợi cậu rất lâu rồi. Ngô Bình, bây giờ thời cơ đã chín muồi, tôi có thể cứu ông ra ngoài rồi. Lỗ Ngọc, công tử, trong thần cơ này có rất nhiều kết cấu phức tạp, trước khi cậu ra tay phải tìm hiểu nó cho kỹ. Ngô Bình, ồ, tìm hiểu thế nào? Lỗ Ngọc, đơn giản lắm,
cậu chỉ cần đưa thần niệm vào trong nó thì tôi sẽ có thể truyền đạt chính xác tình hình bên trong lại cho công tử. Ngô Bình gật đầu, ông nói có lý. Chỉ là làm vậy sẽ không có gì nguy hiểm chứ. Lỗ Ngọc cười nói, công tử yên tâm, tôi đã ở trong này biết bao nhiêu năm trời rồi, hiểu rõ cỗ thần cơ này trong lòng bàn tay, làm vậy tuyệt đối không có chút nguy hiểm nào. Ngô Bình, thật sao? Nói rồi, anh cho thần niệm thâm nhập vào trong đó. Trong tích tắc, thần niệm của anh đã gặp phải một đạo nguyên thần cực kỳ hung hãn. Nguyên thần này cười như điên, cỗ thần cơ lập tức phát ra một sức mạnh khủng khiếp, lôi nguyên thần của Ngô Bình vào trong. Cùng lúc đó, nguyên thần bị nhốt trong cỗ thần cơ xông ra ngoài, chui vào cơ thể của Ngô Bình. Ngô Bình rất bình tĩnh, anh đã nghiên cứu hết kết cấu của cỗ thần cơ này từ lâu rồi. Đây là một con rối chiến tranh có uy lực cực lớn, cần nguyên thần ở trong nó để điều khiển. Nguyên thần ở trong con rối, anh có thể nhìn thấy vô số tia sáng đồng loạt cắm vào nguyên thần của anh. Anh biết, cỗ thần cơ này đang kết nối với mình nên không hề hoảng loạn. Bên ngoài, Lỗ Ngọc vừa vào trong cơ thể của Ngô Bình liền cười như điên, tuyệt. Tuyệt vời, cơ thể này lại ở cấp bậc nhân hoàng cơ đấy, ha ha. Rất nhanh, Ngô Bình và cỗ máy thần cơ đã kết nối được với nhau, trong đầu anh vang lên một giọng nói lạnh như băng, xin chào người điều khiển. Kiểm nghiệm xác nhận cậu có nguyên thần cấp chí tôn, vượt qua tiêu chuẩn của cỗ máy thần cơ thế nên thần cơ sẽ thiết lập cho cậu quyền hạn cao nhất. Ngô Bình cảm nhận được một luồng năng lượng rất dễ chịu và có ích đối với anh không ngừng chảy vào cơ thể mình thông qua một sợi tơ. Anh giả vờ tức giận chất vấn Lỗ Ngọc, ông lừa tôi. Lỗ Ngọc cười quái gở, thằng nhóc, là cậu quá ngu dốt. Nhưng số cậu cũng đỏ thật đấy, lại sở hữu thể chất siêu phàm thế này. Ngô Bình, Lỗ Ngọc, sao lúc trước ông lại phải vào thần cơ? Lỗ Ngọc lắc đầu, sao mà đạt cho được? Thần cơ quá hoàn hảo, chỉ có nguyên thần hoàn hảo và mạnh mẽ mới có thể hoàn toàn điều khiển được nó, sở hữu quyền hạn cao nhất. Ngô Bình hỏi, quyền hạn cao nhất là gì? Lỗ Ngọc, sau khi có được quyền hạn cao nhất thì thần cơ có thể biến hóa tùy ý, biến thành hình dáng nào cũng được. Hơn nữa nguyên thần càng mạnh thì thần cơ càng mạnh, vì nó có thể tiến hóa. Ngô Bình, ông đúng là một thiên tài, thật sự phải cảm ơn ông. Lỗ Ngọc ngẩn người, cảm ơn tôi. Ngô Bình, đúng vậy, tặng cho tôi bảo bối tốt thế này cơ mà, tôi không nên cảm ơn ông sao? Lúc nói chuyện, thần cơ bắt đầu phát ra ánh sáng, sau đó dần thu nhỏ, cuối cùng biến thành hình dạng giống hệt Ngô Bình, bên ngoài là lớp áo giáp và giày chiến màu bạc, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Lỗ Ngọc ngây ngốc nhìn thần cơ sau khi biến hóa. Lẩm bẩm, không thể nào. Ấy thế mà cậu lại đạt được quyền hạn cao nhất, cậu là nguyên thần chí tôn sao? Trên thế giới này thật sự có nguyên thần chí tôn. Ngô Bình cười khẩy, tâm niệm khẽ động, đạo thụ kia bỗng vươn ra vô số sợi dây, bắt được nguyên thần của Lỗ Ngọc trong nháy mắt. Thần cơ há miệng phun ra một đạo nguyên thần, Ngô Bình trở về với cơ thể thật của mình. Sau khi nắm lại được quyền kiểm soát cơ thể, Ngô Bình phất tay, thần cơ kia đã biến thành một chiếc nhẫn bạc. Đeo trên ngón tay của anh. Lỗ Ngọc bị khống chế nhưng lại cực kỳ phấn khởi, nói tuyệt quá. Thế mà cậu lại có được quyền hạn cao nhất, tâm nguyện lớn nhất đời của tôi cuối cùng cũng đã đạt được rồi. Hóa ra chỉ khi lấy được quyền hạn cao nhất thì mới có thể tùy ý điều khiển thần cơ, giống như nguyên thần có thể tùy ý ra vào cơ thể. Ngô Bình, Lỗ Ngọc, ông muốn chết thế nào? Lỗ Ngọc lại rất thức thời, thản nhiên nói, có thể chứng kiến được cảnh vừa rồi. Tôi đã không còn gì hối tiếc nữa. Công tử, mong cậu hãy tha cho người trong tộc tôi, bọn họ vô tội. Ngô Bình, nói vậy là ông nghĩ thông rồi. Lỗ Ngọc điềm nhiên nói, nguyên thần của tôi đã bị giam trong này vô số năm, đã sớm nản lòng thoái chí rồi. Vốn tôi cứ tưởng ra ngoài sẽ rất vui, nhưng bây giờ tôi lại chợt cảm thấy hụt hẫng. Chỉ bằng chết đi, thế lại hay. Ngô Bình, ông là một kiến trúc sư rất giỏi, nếu ông bằng lòng làm việc cho tôi. Tôi sẽ cân nhắc đến việc không giết ông. Lỗ Ngọc bất ngờ, thật vậy sao? Ngô Bình, nhưng tôi phải hạ cấm chế trong nguyên thần của ông, thế thì ông mới thần phục mãi mãi, không hài lòng. Lỗ Ngọc nói, mọi thứ đều nghe theo công tử. Ngô Bình gật đầu, hạ cấm chế trong nguyên thần của ông ta rồi mới thả ông ta ra. Trong điện có một con rối hình người, đây là thứ đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đây, nguyên thần của Lỗ Ngọc chui vào trong đó. Con rối cử động vài cái rồi bái Ngô Bình, công tử. Ngô Bình, Lỗ Ngọc, tôi muốn xây một số phòng ốc ở Long Hồ Tiên Cảnh,
ông đi theo tôi để khảo sát thực địa. Lỗ Ngọc, rõ. Lúc này, Lỗ Mộc Trực đẩy cửa vào, nhìn thấy Ngô Bình và con rối hình người, ông ta sững sờ. Lỗ Ngọc nói, Mộc Trực, từ giờ trở đi Lỗ thị của chúng ta phải dốc sức phục vụ công tử. Lỗ Mộc Trực không ngốc, ông ta lập tức quỳ xuống, bái kiến công tử. Ngô Bình, đứng lên đi. Mọi thứ ở Lỗ thị vẫn như trước, nói xong anh mở Long Hổ Tiên Cảnh ra, dẫn Lỗ Ngọc vào trong. Long Hổ Tiên Cảnh rất rộng lớn, là một không gian riêng biệt, không chịu ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Vào Long Hổ Tiên Cảnh, Ngô Bình dẫn Lỗ Ngọc tới xem mảnh đất mà mình đã chọn. Lỗ Ngọc này không hổ danh là kiến trúc sư nổi danh, chẳng mấy chốc đã vẽ được sơ đồ phác thảo, hai tay dâng cho Ngô Bình xem. Ngô Bình xem sơ qua, thiết kế của Lỗ Ngọc theo phong cách cổ xưa, anh cũng hài lòng nên ra lệnh cho ông ta xây dựng theo bản vẽ. Đương nhiên, trong quá trình làm có vài chi tiết được sửa lại sau. Nhưng người nhà phải tạm thời sống ở đây, Ngô Bình chọn vài cung điện đặt vào trong này. Những cung điện này đủ chỗ sinh sống cho ít nhất mấy triệu người, đủ dùng rồi. Lỗ Ngọc cũng dẫn tất cả người của Lỗ Thị vào Long Hổ Tiên Cảnh, lấy nguyên vật liệu trong đây để xây dựng cung điện mới. Sau đó, Ngô Bình trở về nhà, bảo tất cả người nhà dọn vào định cư trong đó. Môi trường trong tiên cảnh này rất tốt, tránh xa ồn ào, hơn nữa người tới cũng nhiều, người nhà anh thấy mọi thứ đều ổn. Để tiện sinh sống, mỗi ngày Ngô Bình đều phái Cương Tử dẫn người ra ngoài mua đồ. Bên ngoài chỉ để lại vài người trông nom, bỗng chốc trở nên quạnh quẽ hẳn. Sau đó, người nhà họ Đường, nhà họ Chu, Đào Như Tuyết cũng lục tục dọn vào. Với tình hình trước mắt, cách làm ổn nhất chính là ẩn cư trong tiên cảnh, tránh tất cả những nguy hiểm bên ngoài. Thiên chủ Thanh Tuyết vẫn sống bên ngoài, Ngô Bình giao Long Hổ Tiên Cảnh cho cô ta giữ, đồng thời dặn dò cậu bé Long Hổ cho cô ta quyền hạn cao nhất. Hai ngày sau đó, anh ở trong nhà luyện chế Tức Phong Đan, Hóa Lôi Đan, Tinh Hỏa Đan, cho Đường Tử Di tiếp tục bán trên mạng tiên. Lần này anh cho bán đấu giá cùng lúc 3 loại đan dược. Nếu bán đấu giá riêng 3 loại đan dược đế phẩm, tổng giá trị thu về chỉ tầm 5 triệu tiền báu. Nhưng nếu đấu giá cùng nhau, giá trị sẽ được nâng cao, lần đầu đấu giá đã được con số khiếp người là 6 triệu 500 nghìn. Hôm nay luyện đan xong, Ngô Bình bỗng nhớ đến Trần Lệnh Bá Thái Thú Hưng Long, nên gọi Hoàng Tử Cường vào hỏi Trần Lệnh Bá đi chưa. Hoàng Tử Cường chưa, nhưng bên cạnh ông ta bỗng có thêm rất nhiều cao thủ, có hai người còn là bán bộ thiên tiên nữa, thực lực cực mạnh. Ngô Bình hừ một tiếng, xem ra tôi vẫn phải đi đánh ông ta một trận. Đêm đó, trong phủ của Trần Lệnh Bá, ông ta vừa ăn tối xong, đang định tới phòng sách làm việc thì một người bỗng xuất hiện trước mặt ông ta. Người này trông cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung dữ. Anh hung hăng nói, Trần Lệnh Bá, ông còn dám ở lại Hưng Long à? Trần Lệnh Bá lập tức biết là Ngô Bình lại tới rồi, ông ta hô lớn, chính là hắn. Bỗng hai vị tu sĩ xông về phía Ngô Bình từ hai hướng trái phải, mỗi người bắt lấy một cánh tay của anh, kẻ đứng bên trái cười khẩy cuối cùng đã bắt được mày rồi. Ông ta vừa dứt lời, hai tay của Ngô Bình rung lên một cái, đánh bay hai vị bán bộ thiên tiên, sau đó bay đuổi theo, đá đấm hai kẻ kia túi bụi hệt như lưu manh giang hồ đánh nhau vậy. Anh có được cấm chế thần lực, nguyên thần mạnh mẽ, một quyền một cước đủ để đánh chết một thiên tiên, hai kẻ này sao chịu cho nổi. Bọn chúng bỗng kêu lên thảm thiết, cầu xin tha mạng. Ngô Bình hỏi, dám quản chuyện của ông đây, mấy ông là người ở đâu tới? Một người trả lời, bọn tôi là trưởng lão của Ngọc Hư Cung. Ngô Bình, Ngọc Hư Cung, hừ, về nói cho Ngọc Hư Cung biết, người tôi muốn đánh, không ai cản được đâu. Nói rồi anh quay đầu nhìn chằm chằm Trần Lệnh Bá. Trần Lệnh Bá run lẩy bẩy, cảm giác xương cốt toàn thân ngứa ngáy. Ông ta run giọng nói, cậu muốn làm gì? Ngô Bình đấm một cú lên mặt ông ta, Trần Lệnh Bá ré lên, mấy chiếc răng vừa mọc lại đã bị đánh rụng, đau đớn khóc thét. Sau khi đánh Trần Lệnh Bá thừa sống thiếu chết xong, Ngô Bình nghênh ngang rời đi, đồng thời để lại một câu, rời khỏi Hưng Long, nếu không rảnh rỗi tôi sẽ lại tới đánh ông. Sau khi Ngô Bình đi, Trần Lệnh Bá chật vật bò dậy, nói với một vị bán bộ thiên tiên, trưởng lão, không thể ở lại Hưng Long nữa. Hai vị trưởng lão cũng bất lực, bọn họ cũng đã được nếm đòn của Ngô Bình rồi, đúng là khó đối phó. Một người nói, làm gì đây? Mời trưởng lão cảnh giới thiên tiên tới trấn giữ không? Người còn lại nói, Hưng Long chỉ là một nơi nhỏ bé,
không đáng để trưởng lão Thiên Tiên lãng phí sức lực. Hay, bất quá thì tạm thời từ bỏ quận Hưng Long đi. Cứ vậy, trong một đêm thái thú của Hưng Long đã biến mất. Một ngày sau, thái thú mới đến, Dương Mộ Bạch nhậm chức thái thú mới. Ngày được bổ nhiệm, Ngô Bình cùng Dương Mộ Bạch tới nha môn của quận, tất cả cấp dưới đều tới đón tiếp, rất hoành tráng. Thân là thái thú, bên cạnh phải có người thân tín của mình, thế nên Ngô Bình điều 6 nữ thuộc hạ tới, giúp Dương Mộ Bạch làm việc. Ngày nhậm chức, Viên Khắc Hiếu dọi cho Ngô Bình, giọng điệu của ông ấy rất nghiêm trọng, tuy chúng tôi để Dương Mộ Bạch làm thái thú nhưng tốc độ linh khí hồi phục quá nhanh, vượt khỏi dự liệu của chúng tôi, bây giờ tình hình đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Lăng Tiên Các, cũng vượt tầm kiểm soát của quốc gia. Tiếp theo sau phải làm thế nào, tôi cũng không biết. Ngô Bình chấn động, sao bỗng nhiên ông lại nói vậy? Viên Khắc Hiếu, tiên giới đã bắt đầu phái người xuống nhậm chức cố định rồi, thiết nghĩ không bao lâu nữa, cả nước sẽ nằm trong vòng kiểm soát của tiên đình thôi. Ngô Bình, không dễ vậy đâu, thế giới này rất rộng lớn, tiên đình nhiều nhất chỉ nắm quyền được một khu vực nhỏ thôi. Viên Khắc Hiếu, ồ, cậu cũng biết hình dạng của thế giới này à? Ngô Bình, biết một ít, nơi chúng ta đang sống tên là Đại Lục Côn Luân. Xung quanh còn có 4 đại lục nữa, còn lại là biển cả vô bờ vô bến. Viên Khắc Hiếu, đúng vậy, thế giới này cực kỳ rộng lớn hơn chúng ta nghĩ nhiều, thế nên chúng tôi mới không có lòng tin khống chế được cục diện. Ngô Bình, không ai khống chế được cục diện cả, tiên đình còn chưa chắc làm được, điều cần làm bây giờ là phải sống sót. Viên Khắc Hiếu, còn một chuyện nữa, người của chúng tôi đã tính toán được trong vòng 1-2 năm tới, cả nước Viêm Long sẽ bị chia cắt thành hơn 100 khu vực. Hơn 100 khu vực này sẽ xuất hiện nhiều thổ địa mới, cậu phải chuẩn bị cho kỹ. Ngô Bình hỏi, có thể gửi một bản đồ tính toán của các ông cho tôi không? Có thể. Sau khi cúp máy không lâu, Ngô Bình đã nhận được một bản đồ điện tử. Bản đồ chia cắt nước Viêm Long thành 135 khu vực. Những khu vực này như hạt mè vậy, phân bố trên một đại lục lớn, đại lục này chính là Đại Lục Côn Luân. Anh nhìn kỹ. Phát hiện đại bộ phận quận Hưng Long nằm trên một chiếc hồ lớn, diện tích hồ này cũng phải lên đến hàng trăm triệu km vuông, còn rộng lớn hơn cả Đại Tây Dương nữa. Ngô Bình nhíu mày nhìn bản đồ, sau này quận Hưng Long sẽ cô lập trong hồ này, anh không chắc đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Anh còn đang nghiên cứu bản đồ, trong phủ bỗng nhiên náo động cả lên. Thì ra có người đánh nhau, đánh cả vào trong nha môn, xem ra đám người này không hề xem thái thú mới nhậm chức là Dương Mộ Bạch ra gì. Bây giờ Ngô Bình đã hóa thân thành một nha dịch bình thường, mắt to mày rậm, cao 1m85, da đen, trông có vẻ thành thật. Cửa của nha môn bị đánh hỏng luôn, mấy nha dịch bao vây người lại, có người lên tiếng, các người làm gì đấy? Có hai người đánh nhau, một tên chọc đầu và một người mặc đồ đạo sĩ, hai người quyền qua cước lại, dốc sức đánh ghê lắm, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của nha dịch. Ngô Bình ra sân, cao giọng nói, theo pháp luật Viêm Long. Đánh nhau ở nha môn phạt 30 gậy. Nghe vậy, hai người đang đánh nhau dừng lại, tên chọc đầu cười khẩy, thằng nhóc, mày muốn đánh tao 30 gậy á? Ngô Bình, đúng vậy, phạt 30 gậy. Anh dặn dò nha dịch đứng sau lưng, chuẩn bị hình trượng. Nha dịch lập tức đi lấy hình trượng, tên chọc bỗng giận điên, thứ khốn kiếp, mày đang đùa với ông đây đấy à? Nói xong gã đấm một cú về phía Ngô Bình, cảnh giới của kẻ này không thấp. Đã đến cảnh giới Long Môn rồi, thế nên gã không hề xem một tên nha dịch bình thường ra gì. Nhưng nắm đấm của gã lại đánh vào khoảng không, người ngã xuống đất. Ngay sau đó, một bàn tay lớn mạnh mẽ ghì gã xuống rồi trói lại. Tên chọc đầu hoảng hốt, sao vậy, sao mình lại bị trói? Sau đó gã bị người ta ấn lên ghế phạt, Ngô Bình cầm hình trượng lên đánh mạnh xuống. Bịch! Hình trượng này được làm từ huyền thiết. Nặng 307 cân 6 lạng 4 gam, một đầu dẹp, một đầu tròn cán gỗ. Chỉ với một gậy này, xương cốt da thịt nửa người dưới của tên chọc đầu đã bị Ngô Bình đánh hỏng, gã hét lên thảm thiết, đau ngất đi. Thấy gã đã ngất, Ngô Bình cho người kéo xuống cho dưỡng thương, lành rồi lại đánh tiếp. Đạo sĩ đánh nhau vừa nãy thấy tình hình không ổn, quay đầu định bỏ chạy. Lúc chạy hắn dùng một loại độn pháp, lắc người một phát đã hóa thành một làn khói xanh biến mất. Nhưng Ngô Bình chỉ bước tới một bước, lôi tên đạo sĩ đó từ hư không ra, lạnh giọng nói, tao cho mày đi chưa? Đạo sĩ hoàn toàn không có sức phản kháng, cũng bị người ta trói gô lại, cũng phải ăn mấy gậy.
Lần này Ngô Bình không đánh quá mạnh, nhưng cũng đủ để chảy ra chóc thịt, đạo sĩ kia đau đến nỗi khóc thét. Ngô Bình đánh người trong này, bên ngoài lại có nhiều tu sĩ đến xem náo nhiệt. Mới ăn có hai gậy, đạo sĩ kêu lên, tha mạng. Ngô Bình lạnh lùng nói, tha cho mày cũng được, khai ra kẻ đã sai mày tới đây gây chuyện. Đạo sĩ biết Ngô Bình thật sự dám đánh chết hắn, vội nói, là ông Hoàng. Ngô Bình, ông Hoàng nào? Đạo sĩ trả lời, ông Hoàng là một vị tu chân mới chuyển tới, thực lực của ông ta rất mạnh, võ công của bọn tôi đều do ông ta dạy. Ngô Bình hỏi, ông Hoàng này là nhân vậy nào, ông ta làm thế này nhằm mục đích gì? Đạo sĩ, ông Hoàng không nói, ông ta chỉ bảo bọn tôi rằng nếu đánh nhau một trận ở nha môn thì chắc chắn sẽ làm giảm uy phong của nha môn. Ngô Bình đưa hình trượng cho nha dịch khác, bảo bọn họ tiếp tục đánh, còn mình thì đi tìm Dương Mộ Bạch. Dương Mộ Bạch trở thành thái thú, trong lòng thật ra rất thấp thỏm, thế nên ông ấy vẫn luôn chuẩn bị, ví dụ như tìm hiểu rõ từng nhân vật lớn ở quận Hưng Long. Chuyện xảy ra bên ngoài, ông ấy thấy cả, ông ấy nói, sư đệ, anh biết ông Hoàng này. Người này lòng dạ thâm sâu khó lường, lai lịch cực kỳ thần bí. Ngô Bình, ồ, ông ta là ai? Dương Mộ Bạch, trước đây ông ta là một võ sư dân gian, luyện thái cực quyền. Chẳng qua lúc đó ông ta vẫn chưa nổi tiếng lắm, nhưng đến năm nay, năng lực trỗi dậy, danh tiếng của người này bỗng nổi như cồn, quyền pháp tiến bộ, đánh hết mấy tỉnh xung quanh mà vẫn chưa tìm ra đối thủ. Tháng trước ông ta mới chuyển tới Hưng Long. Ngô Bình, mới chuyển tới à? Sao ông ta lại tới Hưng Long? Dương Mộ Bạch, anh không rõ. Ông ta cho người tới gây chuyện ở nha môn e là để cảnh cáo anh. Ngô Bình, cảnh cáo sư huynh sao? Dương Mộ Bạch gật đầu, anh mới nhậm chức, có người tới tìm nói là đệ tử của ông Hoàng, bảo anh qua đó thăm hỏi ông Hoàng, nếu không sẽ không làm được chức thái thú này. Ngô Bình nghe vậy tức tới mức bật cười, đúng là ngông cuồng. Sư huynh, anh ở đây canh chừng nha môn, em đi gặp ông Hoàng này thử sao? Ngô Bình cởi bộ đồ của nha dịch ra, sau đó cải trang thành dáng vẻ của thanh niên trong trấn rồi xuất hiện ở cửa của người được gọi là Hoàng lão gia. Anh đã nghe ngóng và biết được là Hoàng lão gia này tên thật là Hoàng Thế Thần, năm nay 57 tuổi, trước đó không hề nổi tiếng, mới nổi lên năm nay và thành một nhân vật lớn. Nhà họ Hoàng sống trong một trang viên rộng lớn, nơi này vốn là nhà của một đại gia khác, nhưng cả gia đình đó bỗng chết đột tử, sau đó Hoàng Thế Thần đã mua lại nơi này với giá rẻ. Đương nhiên Ngô Bình sẽ không dùng thân phận thật, vì thế anh đã biến thành một cậu nhóc khoảng 17 tuổi, tay đút túi quần, miệng ngậm cỏ rồi bước tới cổng nhà họ Hoàng. Có một người đàn ông đứng gác cổng, thấy Ngô Bình đi tới thì chặn anh lại hỏi, làm gì đấy? Ngô Bình tỏ vẻ ngang tàng nói, tôi đi dạo quanh thôi, liên quan gì đến anh? Người kia cười lạnh, danh con, biến ngay, đây không phải chỗ cho mày lởn vởn đâu. Ngô Bình nổi giận, mẹ kiếp, anh chửi tôi đấy à? Người kia, tao chửi mày đấy thì sao? Khốn hồn thì biến ngay, không đừng cho trách ông mày là ác. Người này không hề có ý dọa nạt, cách đây mấy hôm gã đã đánh chết một người ăn xin, lý do vì người ăn xin đứng quá gần gã, khiến gã ngửi thấy mùi hôi thối. Ngô Bình, có giỏi thì anh đánh thử tôi xem. Người gác cổng cười khẩy, sau đó giơ tay định túm cổ Ngô Bình. Nhưng gã vừa giơ tay lên thì bụng đã đau nhói, sau đó người gập lại như con tôm. Ngô Bình bước lên tận cho gã lên bờ xuống ruộng, làm gã kêu như con lợn bị chọc tiết. Bảo vệ trong nhà nhanh chóng lao ra, nhìn thấy Ngô Bình đang đánh gã gác công thì họ lập tức xông lên đánh anh. Kỳ lạ là họ vừa tiến lại gần Ngô Bình thì lập tức sinh ra ảo giác, chưa kịp làm gì thì đã bị anh đánh ngã lăn quay dưới đất. Hạ xong đám này, Ngô Bình đi thẳng vào trong nhà, sau đó anh nhìn thấy một khoảng sân trống, có vẻ giống như nơi để luyện võ. Đi qua sân này thì anh thấy có hơn 20 ngôi nhà 3 tầng nối liền san sát. Người ở các ngôi nhà này nghe thấy tiếng động thì lập tức xông ra bao vây Ngô Bình. Danh con, mày ăn gan hùm mật sứa hay sao mà dám xông vào đây làm loạn hả, có người nói. Ngô Bình nghênh ngang bĩu môi nói, Hoàng lão gia chó chết là cái thá gì chứ? Láo lếu. Một người đàn ông trung niên bước ra từ đám đông, sau đó nhìn thẳng vào Ngô Bình, dám sỉ nhục sư phụ của tao, tao phải xé xác mày. Dứt lời, ông ta tung một quyền ý về phía Ngô Bình. Ngô Bình thoáng ngạc nhiên nói, biết cả quyền ý cơ à, thú vị đấy.
Người đàn ông vừa tung một quyền ra thì có một quyền ảnh mang theo tiếng nổ cực lớn bay về phía Ngô Bình. Anh vung tay lên thì quyền ảnh đó đã vỡ nát, yếu quá. Gọi lão già họ Hoàng ra đây gặp tôi. Người đàn ông kinh ngạc, ông ta đã sử dụng thực lực của võ tông mà vẫn không làm gì được Ngô Bình. Cậu không phải đối thủ của tôi đâu, một giọng nói oai hùng vang lên. Đám đông tách ra, một người đàn ông có dáng vẻ trung niên bước ra, thoạt nhìn chỉ khoảng 40 tuổi, nhưng thật ra đã 57 rồi. Người này vừa xuất hiện, Ngô Bình đã híp mắt lại. Cơ thể của ông ta rất nặng, mỗi bước đi đều làm lún đất. Không chỉ có thế, xung quanh ông ta còn có trường vực khủng bố tương tự như lãnh vực tuyệt đối của Ngô Bình, cái khác là trường vực của ông ta yếu hơn. Người này chắp tay nói, tôi là Hoàng Thế Thần, cậu bạn tìm tôi à? Không ngờ Hưng Long còn có một cao thủ như ông, Ngô Bình bật cười, sau đó bước gần về phía ông ta. Lúc này, Ngô Bình hệt như một con thần lòng với khí tức bức người trong mắt Hoàng Thế Thần, ông ta thoáng kinh hãi rồi vội vàng lùi lại. Khi Ngô Bình đứng trước mặt Hoàng Thế Thần, kiếm vực và trường vực của anh giao thoa với nhau. Song ngay sau đó, trường vực của Hoàng Thế Thần đã sụp đổ. Phụt! Hoàng Thế Thần quỳ xuống đất, trán mướt mồ hôi, xin võ vương tha mạng. Cảm nhận được khí tức vương giả của Ngô Bình, Hoàng Thế Thần biết anh chính là võ vương. Võ vương do tháp tiên võ nhận định, là một CG cao hơn võ tông. Thường thì chỉ khi tu vi đạt đến cấp tiên quân thì mới được gọi là võ vương. Tương tự như nhân vương, khoảng cách của võ vương rất lớn, bên dưới là chân quân, bên trên là hư tiên. Lúc này, Ngô Bình cho Hoàng Thế Thần một cảm giác áp bách như cấp võ vương. Anh nhìn ông ta rồi nói, ông phục rồi hả? Hoàng Thế Thần, vâng. Ngô Bình, trước đó là ông cho người chuyển lời đến thái thú là phải đến chào ông hả? Nghe thấy thế, Hoàng Thế Thần đã biết lý do Ngô Bình đến đây, ông ta cười trừ, là đệ tử của tôi tự ý làm vậy, tôi không liên quan. Ngô Bình lườm ông ta, tôi thấy tuy ông có tư chất, nhưng chắc chắn không phải kiểu có cốt cán tốt. Nói đi, nhờ đâu mà ông có tu vi như hiện giờ? Hoàng Thế Thần cau mày, đương nhiên ông ta không muốn nói. Nhưng giờ không nói cũng không được. Ông ta thở dài một hơi rồi nói, trước kia, tôi chỉ là một quyền sư bình thường. Năm ngoái, có một viên thiên thạch rơi từ trên trời xuống sau nhà tôi. Ngô Bình, thiên thạch đang ở đâu? Hoàng Thế Thần mở một cái túi bên hông ra, bên trong có một hòn đá to như quả óc chó, có hình tròn, ngoài mặt thô ráp, không hề có khí tức gì. Ngô Bình cầm lấy rồi hỏi, ý ông là thực lực của ông tăng lên nhanh chóng là nhờ hòn đá này. Hoàng Thế Thần gật đầu, ban đầu, tôi chỉ cầm nó chơi thôi. Bỗng một hôm, tôi nằm mơ gặp được một ông lão truyền cho võ học tuyệt thế. Tiếc là tôi ngu dốt nên chỉ học được một phần nhỏ. Tuy nhiên, thực lực của tôi đã tăng nhanh trông thấy. Về sau, tôi dần phát hiện giấc mơ ấy có liên quan đến hòn đá này. Tôi cứ đặt nó lên giường ngủ là sẽ nằm mơ, nếu để nó ra xa thì không mơ mộng gì nữa. Hơn nữa, giấc mơ còn nối liền, như thể tiến vào một không gian tinh thần. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy trong hòn đá này có chứa sức mạnh tinh thần rất mạnh, so ra còn ghê hơn cả nguyên thần của anh. Nếu nguyên thần của anh là một ngọn lửa từ que diêm, thì sức mạnh tinh thần của hòn đá này là ánh sáng của mặt trời, hai cái có sự chênh lệch rất lớn. Ngô Bình quan sát kỹ thì thấy có 9 loại sức mạnh thần bí bên trong quan tài này, rõ ràng các sức mạnh ấy rất có ích với người tu hành. Nhờ nó mà ông có được tu vi như bây giờ à, anh hỏi. Hoàng Thế Thần gật đầu, ngồi tu luyện trong quan tài này thì mọi thứ đều dễ dàng hơn. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì thấy trong quan tài có 9 động thiên, trong mỗi động thiên đều có một đại trận tuyệt thế. Đại trận cửu tuyệt, anh chợt nghĩ tới chuyện gì đó, nhưng vẫn thản nhiên nói, cái này hay đấy, đưa cho tôi. Anh vung tay lên rồi thu cái quan tài vào trong nhẫn chữ đồ. Hoàng Thế Thần tiếc của lắm, nhưng sao dám đắc tội với võ vương này. Thôi thế là thôi, hy vọng về tương lai coi như vụt tắt. Ngô Bình cất đồ đi xong thì hỏi, ông lấy quan tài này ở đâu? Hoàng Thế Thần, một người anh em của tôi trong lúc cho nổ để khai thác núi thì phát hiện có một địa cung ấy đã hư hại hết rồi, nhưng cỗ quan tài này thì vẫn còn nguyên vẹn. Ngô Bình gật đầu rồi hỏi tiếp, chủ nhân cũ của trang viên này bị ông hại chết đúng không? Hoàng Thế Thần vội nói, võ vương, chuyện này không liên quan đến tôi. Là đệ tử của tôi làm.
Ngô Bình nói, không được ông cho phép thì đứa nào dám làm. Tôi phải hủy tu vi của ông rồi giải ông tới chỗ thái thú chịu tội. Hoàng Thế Thần cứ tưởng Ngô Bình sẽ tha cho mình, ai ngờ anh lại mạnh tay tới vậy nên dập đầu nói, xin võ vương tha mạng, tôi sai rồi, tôi không dám tái phạm nữa. Ngô Bình cười lạnh nói, chuyện của ông tôi đã tra rõ ràng rồi, ông mới đến đây nhưng đã hại 30 người dân vô tội, ngoài ra còn cấu kết với thái thú cũ để cướp bóc, gây hại cho dân. Nói rồi, anh lấy áo của nha dịch khoác lên người rồi nói, Hoàng Thế Thần, ông đã bị bắt. Hoàng Thế Thần không thể ngờ mình lại một nha dịch bắt, nhưng chưa kịp nói gì thì mặt đã tối sầm, toàn bộ tu vi biến mất. Chờ khi ông ta tỉnh lại thì thấy mình và các đệ tử đang bị nhốt trong tù rồi. Ngày hôm sau, Dương Mộ Bạch đã chém hết lũ người gian ác trước mặt đám đông, dân chúng ở Hưng Long vỗ tay tán thưởng và tôn ông ấy là quan thanh liêm. Dương Mộ Bạch chưa làm quan chức ở địa phương bao giờ nên không rõ việc quản lý cho lắm, vì thế Ngô Bình đã giới thiệu bố của Chu Thanh Nghiên là Chu Truyền Võ cho ông ấy, để Chu Truyền Võ làm quân sư cho. Trước kia, Hưng Long là nơi tối tăm rối loạn, giờ có Chu Truyền Võ và Dương Mộ Bạch cùng nhau quản lý, đời sống đã bình thường trở lại. Mọi người ở các huyện thành lân cận nghe thấy ở đây an ninh tốt thì đều thi nhau chuyển tới. Với các người dân không thể làm gì trước nguy hiểm này, Ngô Bình đã thu nhận họ dưới danh nghĩa của chính mình, sau đó sắp xếp cho họ chỗ ở, cung cấp lương thực, thậm chí còn thu xếp cả công việc. Tạo ra được đại trận này là một việc rất khó, cần có 9 vị đại la kim tiên cùng luyện chế. Quá trình này nhanh thì trăm năm, lâu thì cả nghìn năm. Ngô Bình sáng mắt lên nói, khi luân hồi đại kiếp, nếu có tiên thể cửu tuyệt này hỗ trợ thì quá tốt. Vân Tịch đã ở cảnh giới địa tiên, vì thế sắp phải trải qua luân hồi đại kiếp rồi. Luân hồi đại kiếp này vô cùng đáng sợ, tỷ lệ tử vong rất cao. Rất nhiều tu sĩ chưa kịp thức tỉnh thì đã chết hoặc bị người khác giết rồi. Theo Thiên Kiêu Bảo Sách và ghi chép trong Ngọc Hoàng Sách thì luân hồi đại kiếp rất quan trọng, tuy nguy hiểm nhưng nó cũng có bù đắp xứng đáng cho tu sĩ. Nhưng tiếc là hầu hết các tu sĩ đều coi luân hồi đại kiếp là một kiếp nạn lớn, vì thế chỉ cần vượt qua là được, chứ họ không đào sâu về ý nghĩa phía sau nó. Tu sĩ bình thường sẽ tìm đến những nơi yên tĩnh và an toàn để độ kiếp, sau đó phóng chân hồn ra để đầu thai chuyển thế, tu luyện lại nguyên thần để tạo nền móng cho bước kết thai sau đó. Ví dụ như Hạ Ninh, Ngô Ngạo Tiên đều dùng cách này. Song, trong Ngọc Hoàng Thủ Sách có một cách kết thai siêu phàm hơn nhiều. Dùng cách đó sẽ mất một phần ký ức, giảm một chút tu vi. Đương nhiên điều kiện để dùng được cách này là tu sĩ phải có tư chất cực tốt, nguyên thần cũng phải đủ mạnh. Vì thế không phải ai cũng dùng được. Khi sử dụng cách này để kết thai mà có thể tiên quan cửu tuyệt giúp sức thì không còn gì phải lo nữa. Vì có cỗ quan tài này rồi thì chắc chỉ 3 tháng là độ kiếp xong. Để tránh ảnh hưởng đến tác dụng của tiên quan cửu tuyệt, Ngô Bình quyết định không dùng thử. Anh cất nó đi rồi lại lấy hòn đá ra. Anh đặt nó lên đầu giường, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Ngô Bình ngủ luôn, giống các cao thủ khác. Thường thì anh không nằm mơ, mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng trong lúc ngủ. Nhưng lần này, anh đã có một giấc mộng. Anh đã đến một khe núi mênh mông mọc đầy hoa dại, có một căn nhà đá ở đây. Anh đi tới gần căn nhà thì thấy cửa mở, có một cô gái khoảng 20 tuổi đi ra, cô ấy rất đẹp, mặc đồ cổ trang và đang mỉm cười. Cô gái nhìn Ngô Bình rồi nói, là tên đần độn lần trước dẫn anh đến à? Ngô Bình ngẩn ra, tên đần nào cơ? Cô gái, là người khiến anh gặp được tôi. Ngô Bình hiểu ra, cô ấy đang nói đến Hoàng Thế Thần. Ngô Bình gật đầu, đúng thế, xem ra đây không phải là mơ. Cô nói là mơ cũng không sai đâu. Ngô Bình, tại sao? A Kỳ, bảo giống thì giống, mà bảo khác thì khác. Ngô Bình, nói cũng như không. A Kỳ, không là không thế nào, vũ trụ của chúng tôi là vũ trụ võ đạo, coi võ đạo là cái chính. Còn vũ trụ của anh thì có một trật tự khác, hai trật tự này xung đột với nhau, nếu va chạm thì cả hai vũ trụ cùng bị hủy diệt. Ngô Bình giật mình, thế thôi chúng ta đừng gặp nhau nữa. A Kỳ, anh sợ cái gì? Giờ chúng ta chỉ giao lưu bằng tinh thần thôi, không có hậu quả gì đâu mà lo. Ngô Bình, cô tìm tôi làm gì? A Kỳ, năm xưa, vũ trụ của chúng tôi có một cường giả rất mạnh, người đó đã mang điện phủ võ đạo tối cao của chúng tôi đến vũ trụ này. Mục đích là muốn võ đạo vùng lên ở đây. Nếu một ngày nào đó có một cường giả võ đạo được sinh ra ở đây,
trình tự chính của vũ trụ sẽ thay đổi. Đến lúc đó, hai vũ trụ có thể hợp thành một và trở thành vũ trụ mạnh hơn. Ngô Bình, lẽ nào cô đang nói đến năm điện đường của tiên điện thiên võ? A Kỳ, đúng thế, chính là môn phái của anh đấy. Ngô Bình, nếu thế thì cô còn liên lạc với tôi làm gì? A Kỳ, tiên điện thiên võ tồn tại lâu lắm rồi, tiếc là không thể trở thành cường giả võ đạo. Thật ra, trước tiên điện này còn có hơn 100 thế lực nhận được điện đường võ đạo khác. Nhưng cuối cùng chúng đều bị hủy diệt hết, vì thế chúng tôi đang nghi có người ở vũ trụ này cố ý phá hủy võ đạo. Ngô Bình, vì thế, cô mới xuất hiện hả? A Kỳ gật đầu, cấp trên quyết định dùng tài nguyên của chúng tôi để bồi dưỡng một cao thủ trong thời gian ngắn, mà anh chính là người được chọn. Ngô Bình, tài nguyên của các cô là thứ gì? Hòn đá mà anh có được đang phong ấn sức mạnh tinh thần cực mạnh ở bên trong và hai loại sức mạnh kép cấp không thuộc về vũ trụ này. Anh yên tâm, chúng tôi đã ngụy trang cho hai sức mạnh ấy rồi, trật tự của vũ trụ sẽ nghĩ rằng hai sức mạnh ấy là do anh sáng tạo ra. Đương nhiên, tốt nhất anh nên sử dụng nó khi ở cảnh giới đoạt thiên, như vậy sẽ có hiệu quả tốt nhất. Ngô Bình ngạc nhiên nói, hai sức mạnh này mạnh đến đâu? A Kỳ, có 5 sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ của các anh, một trong số đó có tên là lực thiên nguyên. Lực thiên nguyên so với hai sức mạnh này thì chỉ là muỗi. Đương nhiên, trước khi anh trở thành chí cường giả thì không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng được. Ngô Bình, lực tinh thần à, có giúp gì cho tôi được không? A Kỳ, có chứ, lực tinh thần ở đây sẽ giúp anh có thân hồn mạnh mẽ và nhanh chóng tiến bộ. Ngô Bình, vì thế, tôi còn phải đi mở thêm nhiều điện đường võ đạo nữa đúng không? A Kỳ, anh có thể bắt đầu từ điện đường võ đạo đầu tiên, là thứ bên trong hệ thống học tập. Ngô Bình, điện đường thứ nhất có ý nghĩa với tôi không? A Kỳ, có, 5 điện đường đều chứa những thứ cao thâm. Tiên điện thiên võ trước đó chỉ học được một chút từ đây thôi, nếu anh muốn lĩnh hội được cái tinh túy trong võ học thì phải tự dựa vào sức mình. Ngô Bình, cô định đưa tôi sức mạnh tinh thần kiểu gì? A Kỳ, khi nào tỉnh dậy, anh hãy bóp vỡ hòn đá, sức mạnh bên trong sẽ hình thành một không gian rồi chui vào thức hải của anh. Cô ấy vừa nói dứt câu thì Ngô Bình tỉnh lại, anh cầm hòn đá lên rồi bóp vỡ. Một tia sáng chui vào mi tâm anh, ngay sau đó trong thức hải của anh đã có thêm một vầng sáng 3 màu chiếu rọi cơ thể và nguyên thần của anh. Sau đó, cơ thể và nguyên thần của Ngô Bình đã mạnh hơn hẳn. Anh thở phào nói, xem ra phải nhanh chóng vào điện đường số 1 thôi. Anh còn chưa kịp tu luyện thì chợt có động đất, Ngô Bình bay vút lên cao thì thấy cả Hưng Long và các khu vực xung quanh đều xuất hiện khe vết không gian. Các khe nứt này chậm chậm mở ra, để lộ một hồ nước mênh mông vô tận, thậm chí còn thấy các hòn đảo xuất hiện bên trên. Thật ra khu vực sống của anh đã biến thành một hòn đảo nhỏ. Đúng thế, chỉ là một hòn đảo nhỏ mà thôi, vì xung quanh đây có rất nhiều đảo lớn. Chọn đại một cái cũng phải mấy trăm nghìn cây em vuông. Trên các đảo này có bóng người với thần niệm rất mạnh, họ phóng thẳng thần niệm đến đây một cách phách lối. Linh Hy nổi giận, lập tức phóng khí thức thiên tiên ra, khi ấy các thần niệm mới biến mất. Dẫu sao thiên tiên cũng rất mạnh, nhóm người kia biết điều hẳn ngay. Ngô Bình phát hiện cục diện hiện tại khá giống bản đồ mà Viên Khắc Hiếu cho mình xem, nhưng tỷ lệ thì hơi khác. Linh khí dồi dào bủa vây. Hồ nước còn rộng hơn cả biển, dưới nước có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Đúng lúc này, có một đám mây đen ùn ùn kéo đến. Ngô Bình nhìn rõ đó không phải là mây, mà là một đám côn trùng bay. Chúng to như ngón tay cái, cánh đen xì, đầy to như quả bóng, có một mắt và một cái miệng đầy răng nanh. Rõ ràng, chúng đã ngửi thấy mùi của người sống nên định bay tới làm bữa. Ngô Bình thở dài, biết khảo nghiệm dành cho họ đã đến. Vì thế anh đi gọi Đào Như Tuyết. Cô ấy đã nhận được cấm chế của ngọn lửa nên có thể điều khiển được nó để đối phó với bầy côn trùng này. Tu vi của Đào Như Tuyết tăng rất nhanh, đến nay cũng ở tầng thứ 3 cảnh giới địa tiên rồi. Cô ấy vung tay lên, đã có nhiều ngọn lửa xuất hiện. Chúng hợp lại với nhau rồi hóa thành một con hỏa long gầm gừ tấn công lũ côn trùng. Con hỏa long và bầy côn trùng va chạm với nhau, ngọn lửa bùng cháy, đám côn trùng đã bị thiêu rụi. Cảnh tượng này khiến các côn trùng ăn thịt và bầy thủy quái khác kinh ngạc rồi lùi lại, không dám hành động tùy tiện nữa. Đám côn trùng ăn thịt đang lùi lại bị Ngô Bình chém một đường kiếm xuống. Đây là một lời cảnh cáo, cũng là đe dọa, anh đang nhắc các cường giả xung quanh chớ động đến mình. Xong,
Tuy Ngô Bình đã chế ngự được nhiều thế lực, nhưng vẫn có khá nhiều thế lực mạnh khác, họ gần như không hề sợ hãi. Ngay sau đó, đã có vài trăm pháp thân nguyên anh mạnh mẽ xuất hiện. Hai bên va chạm và biết được thực lực của nhau, vì thế mỗi bên chỉ thi triển một chút thực lực là dừng. Dương Mộ Bạch cũng bay lên cao rồi quan sát hồ nước ở phía dưới, ông ấy cảm thán thế giới này thay đổi thật rồi. Đúng vậy, Hưng Long đã thành một hòn đảo, tài nguyên sống tự sản tự tiêu, không thể thuận tiện như trước được nữa. Dù là một đôi giày, bộ quần áo hay cái chậu rửa mặt cũng trở thành vật khan hiếm. Ngô Bình, sư huynh, sau này anh làm thái thú ở đây cũng yên tâm rồi. Dương Mộ Bạch thở dài, e là sau này các người dân bình thường sẽ phải chết già trên đảo. Ngô Bình, chưa chắc, chúng ta có thể mua thuyền bay. Anh đã nhìn thấy khá nhiều thuyền bay trên mạng tiên, thuyền lớn có thể chở được trên chục nghìn người, giá khoảng 20.000 tiền báu. Nếu mua cỡ to hơn thì 40.000 tiền báu, nhưng chở được hơn 3.000. Thanh Tuyết cũng đi tới nói, tôi có thể cảm nhận những sinh vật sống ở đây đều rất hung ác, chúng ta phải luôn đề phòng. Ngô Bình bật cười nói, chưa chắc đã là chuyện xấu, tôi sẽ bế quan tu luyện trước rồi sẽ đi gặp các cường giả của hồ này sau. Thiên chủ Thanh Tuyết, lại đột phá à? Ngô Bình, tôi muốn biết tầng thứ 9 thần biến là thế nào. Thiên chủ Thanh Tuyết, nếu cậu đột phá được thì sẽ thành bá chủ của hồ Ma Long này. Ngô Bình, tên nó là hồ Ma Long à? Thiên chủ Thanh Tuyết, đúng thế. Ngày xưa, có cường giả giết được một Ma Long thần. Xác của nó ở đây, sau khi mục nát thì hình thành một cái hố lớn. Về sau liên tục có mưa bão nên nơi này đã thành hồ nước, người đời gọi nó là hồ Ma Long. Ngô Bình, ở đây có các sinh vật nào? So với Thiên Long thì sao? Thiên chủ Thanh Tuyết, thực lực của Ma Long thần ngang với Đại La Kim Tiên. Ma Long thần từng giết 4 vị Kim Tiên đấy, hầu như không ai dám chọc vào. Cô ấy nói tiếp, có truyền thuyết là cường giả chém chết Ma Long thần cũng đã chết. Xương cốt chôn cùng nó luôn. Ngô Bình, cô định nói gì với tôi à? Thiên chủ Thanh Tuyết, ngày trước, tôi từng điều tra chuyện này thì phát hiện chút manh mối. Ngô Bình hỏi, manh mối gì? Thiên chủ Thanh Tuyết, hình như Hồng Thiên Đạo Quân và Ma Long Thần tranh nhau một bảo vật nào đó nên mới đánh nhau. Mà bảo vật đó có khả năng cao cũng xuất hiện tại nơi mà họ ngã xuống. Ngô Bình, có nhiều người biết chuyện này không? Thiên chủ Thanh Tuyết, cực ít. Tôi cũng tình cờ điều tra ra được thôi. Đó là một món bảo bối thế nào mà có thể khiến Ma Long thần thà chết cũng phải có được nhỉ? Thiên chủ Thanh Tuyết, cái này thì tôi chịu, chắc nó ở đây đấy, nhưng đã có bao thế lực từ xưa đến nay tìm kiếm rồi mà có thấy đâu. Trong các lần biến đổi thì thiên tượng biến là có nhiều lợi ích nhất, nó sẽ dùng nguyên thân để cải tạo cơ thể, khiến cơ thể trở nên tương thích với nguyên thần hơn. Thiên tượng biến cũng không quá khó với Ngô Bình. Vì nguyên thần của anh đã mạnh sẵn rồi, từ lâu anh đã có thể biến đổi mọi vật, ví dụ biến nước thành dầu, biến đá thành vàng. Vì thế, không lâu sau đó, anh đã đột phá và hoàn thành thiên tượng biến. Tiếp đó, nguyên thần bắt đầu cải tạo cơ thể. Lúc này, thần cơ trong người anh chợt nhảy lên rồi bắt đầu lần biến đổi thứ tư. Cách đây khá lâu, nó đã biến đổi lần thứ ba rồi, cuối cùng thì bây giờ cũng đến lượt thứ tư. Nó nhả ra một sức mạnh như sợi tơ rồi quấn người Ngô Bình thành cái kén, cả anh và nó cùng biến đổi chôn cái kén ấy. Ngô Bình phát hiện trong quá trình biến đổi, cả anh và thần cơ đều cần có sức mạnh rất lớn, vì thế anh đã lấy viên long tinh đan kia ra. Viên đan dược này được luyện chế từ hai con chân long, sau khi uống vào, tu sĩ sẽ có sức mạnh của rồng. Loáng cái, sức mạnh của long tinh đan đã được cơ thể của Ngô Bình và thần cơ hấp thu. Nhưng hình như vẫn chưa đủ. Vì thế anh lại lấy một viên nguyên chân đan ra. Không lâu sau, sức mạnh của nguyên chân đan cũng bị hấp thu hết, thần cơ tỏa ra một luồng sức mạnh đặc biệt, còn Ngô Bình thì mở khóa rào cản, cơ thể có thêm sức mạnh cực kỳ phù hợp với môi trường. Đào Như Tuyết và Đường Tử Di tới xem, thấy Ngô Bình bị quấn thành cái kén thì rất lo lắng. Nhưng Thiên Chủ Thanh Tuyết nói, hai cô có biết quá trình con sâu phá kén thành bướm không? Ngô Bình cũng đang trong quá trình lột xác tương tự. Sau khi lột xác sẽ càng mạnh hơn. Đường Tử Di, có nguy hiểm không? Thiên chủ Thanh Tuyết, tu luyện gì CSG có nguy hiểm, nhưng các cô không phải lo, cậu ấy không sao đâu. Ba ngày sau, cái kén chợt rung lên, sau đó tách ra, một bàn tay xé kén để chui ra ngoài. Trông Ngô Bình lúc này không khác trước là bao,
nhưng cơ thể đẹp hơn, cao hơn. Hai cô gái thở phào một hơi, Đào Như Tuyết nói, anh thành công rồi à? Cô ấy biết khi thần cơ biến đổi sẽ có lợi ích rất lớn với chủ nhân. Ngô Bình gật đầu, vì hấp thu đủ sức mạnh nên tiểu thần cũng hoàn thành xong lần biến đổi thứ ba, thứ tư và thứ năm luôn rồi. Nhờ đó mà anh có thêm ba loại sức mạnh. Tiểu thần chui ra ngoài rồi biến thành hình dạng giống con thằn lằn, nhưng toàn thân chỉ có một màu vàng. Đào Như Tiết cười nói, sau 5 lần biến đổi, tiểu thần cũng thay hình đổi dạng rồi. Ngô Bình, anh còn nhận được nhiều lợi ích hơn nó. Anh trêu tiểu thần rồi nói, mày tạm thời tu luyện trên đảo đi, tao phải đi có việc rồi. Hiện tại, anh không biết tình hình bên ngoài thế nào, vì thế cần lên đất liền để thăm thú. Ngô Bình thay đồ, sau đó bay tới Vân Kinh theo chỉ dẫn của bản đồ. Anh bay rất nhanh, sau khi bay hết hồ Ma Long thì tới một khu vực lạ lẫm. Đây là một khu rừng nguyên sinh, nhìn không thấy điểm cuối và một bóng người nào. Theo bản đồ thì anh phải bay qua khu rừng này thì mới có thể đến được Vân Kinh. Ngô Bình bay trên không trung của cánh rừng, tốc độ anh chậm dần, vì anh ngửi thấy có khí tức của bảo dược và thần dược ở đây. Nếu ở đây có thần dược thì sao anh có thể bỏ qua, vì thế anh phóng thần niệm xuống tìm kiếm. Sau khi thiên tượng biến, thần niệm của Ngô Bình đã mạnh hơn trước nhiều, anh có thể phóng đi xa hơn. Đương nhiên, anh không phóng hết toàn bộ, mà chỉ trong phạm vi cần thiết thôi. Nhưng thần niệm chỉ có thể tìm được thứ chính, ví dụ như bây giờ anh tìm thần dược thì nó chỉ tìm thần dược và sẽ bỏ qua những thứ khác. Tìm được dược liệu rồi thì Ngô Bình ghi vào trí nhớ, 5 phút sau, anh đã ghi nhớ 24 điểm có thần dược ở đây. Ngô Bình vạch đường đi rồi tìm một nơi để trú ẩn là một hang động khá sạch sẽ. Ngay sau đó, nguyên thần của anh đã rời khỏi cơ thể, không gian xung quanh xuất hiện rất nhiều phù chú, chúng tự động kết thành đại trận. Đây chính là năng lực mà nguyên thần của Ngô Bình có được sau thiên tướng biến. Có đại trận rồi, nguyên thần của anh thảnh thơi đi tìm dược liệu, so với cơ thể thì nguyên thần di chuyển nhanh hơn, như thế sẽ tiết kiệm thời gian. Ngô Bình thả nguyên thần đi xong thì thấy có một người thiếu niên khoác lông thú đi qua, thân pháp của người này rất mạnh, đi mà nhanh như bay, đôi mắt thì sáng quắc. Cậu ấy đi đến chỗ của Ngô Bình rồi khịt mũi, lạ nhỉ, sao lại có mùi của con người? Vì thế, cậu ấy đã nhanh chóng tìm thấy chỗ ẩn trú của Ngô Bình bằng khứu giác nhạy bén của mình. Nhưng vì có đại trận ẩn hình nên cậu ấy không thấy gì cả. Cậu thiếu niên rất thông minh, cậu ấy giơ tay lên sờ, vốn dĩ phía trước có cái cây nhưng giờ lại trống không. Vì thế cậu ấy cứ thế tiến lên tiếp. Sau đó, cậu ấy đã chui vào được hang động và nhìn thấy một người đang nhắm mắt ngồi bất động ở bên trong. Cậu thiếu niên ngạc nhiên hỏi, này, anh sao thế? Đang ngủ à? Người đó mặc kệ cậu ấy, cậu thiếu niên lẩm bẩm, nghe nói tiên nhân có thể phóng nguyên thần ra ngoài, lẽ nào nguyên thần của anh ta không ở đây? Cậu thiếu niên là người lương thiện nên bỏ ra ngoài luôn. Quả nhiên không lâu sau, đã có một con sói ngửi thấu mùi người rồi tìm đến đây. Thấy con sói tiến lại gần hang động, cậu thiếu niên xông ra gầm lên rồi dùng đao đánh nhau với nó. Tuy cậu ấy không mạnh bằng con sói, nhưng bước chân rất linh hoạt. Phản ứng lại nhanh nhạy nên vẫn đấu ngang sức với nó. Một lát sau, lại có thêm hơn chục con sói nữa đến, chúng cùng xông lên. Cậu thiếu niên thở dài, biết hôm nay số đen rồi nên tung người lên rồi bỏ chạy. Cậu ấy định dụ bầy sói đi, như thế thì người trong hang động sẽ an toàn. Cậu ấy chạy được một đoạn thì gần như kiệt sức, không cẩn thận dẫm phải một cái bẫy, làm chân bị thương. Nhưng cậu ấy không hề kêu than mà dùng thanh đao chặn trước người. Sau đó lạnh lùng nhìn bầy sói đang tiến lại gần. Khi cậu thiếu niên sắp bị đàn sói sơi tái thì chúng bỗng hoảng sợ, sau đó nằm phục xuống đất với vẻ sợ hãi. Thì ra, vị tiên nhân trong hang động đã đi ra, khí tức của anh quá bức người nên bầy sói không dám có ý định phản kháng. Tiên nhân này đương nhiên là Ngô Bình, anh đã hái xong dược liệu nên nguyên thần đã quay về. Cơ thể của anh vẫn ở dưới sự che phủ của thần niệm nên anh biết hết những chuyện vừa xảy ra. Cậu thiếu niên này rất lương thiện, sẵn sàng bảo vệ một người không quen biết là anh. Cuối cùng, khi biết mình chết chắc rồi, cậu ấy vẫn dụ bầy sói đi, để tránh cho chúng làm hại đến cơ thể của anh. Cậu thiếu niên ngạc nhiên nhìn Ngô Bình rồi nói, tiên nhân, nguyên thần của anh về rồi ạ. Ngô Bình gật đầu rồi cười nói, ừ, cảm ơn em đã dụ bầy sói đi. Cậu thiếu niên cười đáp, có gì đâu ạ, bảo vệ tiên nhân là việc em nên làm.
Ngô Bình sững người, bảo vệ tiên nhân. Cậu thiếu niên, vâng, thôn của bọn em ở gần đây được tiên nhân bảo vệ, không có mãnh thú tới gần, chúng em phải cảm ơn tiên nhân mới phải. Ngô Bình, em là người của thôn làng gần đây à? Cậu thiếu niên, vâng. Ngô Bình đỡ cậu ấy dậy, tiện thế ấn vào bên chân bị thương, một tia sáng lóe lên, chân của cậu thiếu niên đã bình thường trở lại. Cậu ấy cảm kích nói, cảm ơn tiên nhân. Ngô Bình cười nói, là anh cảm ơn em mới phải. Cậu thiếu niên, tiên nhân, thôn của em cách đây không xa đâu. Ngô Bình gật đầu, anh đến đấy chơi được không? Cậu thiếu niên, được ạ, bọn em hoan nghênh tiên nhân. Ngô Bình, anh họ Lý, em cứ gọi anh là anh Lý thôi. Cậu thiếu niên, vâng, anh Lý, em là A Nghị. Anh đỡ cậu ấy, một luồng sáng bao quanh hai người, loáng cái, họ đã đến một thôn làng. Thôn này nằm trên một ngọn núi nhỏ, xung quanh có hàng rào cao hơn 3 mét, dùng để cản dã thú vào làng. Nhưng thật ra, chúng không có tác dụng với các con mãnh thú. Vì thế cứ cách một đoạn lại có một đài quan sát cao 15 mét, sẽ có hai người thanh niên canh gác bên trên, họ thủ sẵn cung và nỏ để tấn công mãnh thú. Khi hai người đến cổng làng thì có người trên đài quan sát hỏi vọng xuống, A Nghị, dẫn ai về thế? A Nghị cười đáp, là tiên nhân ạ. Bầy sói nhìn thấy tiên nhân cũng phải nằm dạp hết xuống. Người trên đài quan sát ngạc nhiên rồi nói, thứ cho chúng tôi không đón tiếp từ xa. Ngô Bình, đừng khách sáo, tôi là bạn của A Nghị nên đến thôn ta chơi. Cổng thôn mở ra, cả người già trong thôn cũng ra chào Ngô Bình. Anh phát hiện mọi người ở đây không có tu vi chính thức, nhưng thể chất đều khá được, hơn người bình thường của thời đại trước nhiều, thể chất của họ không kém các vận động viên. Trưởng thôn cảm động nói, tiên nhân đến chơi, chúng tôi rất vinh dự. Vì thế, Ngô Bình đã được mời đến ngôi nhà sang trọng nhất trong thôn, đó là một căn nhà tròn làm bằng gỗ. Ngôi nhà cao 2 tầng, trưởng thôn bảo người mang rượu và hoa quả cùng thịt khô đến tiếp đãi anh. Đồ ăn tuy khá đơn sơ, nhưng con người rất nhiệt tình. Ngô Bình hỏi, thường hay có tiên nhân đến đây ạ? Trưởng thôn đã ngoài 40, ông ấy xua tay nói, không. Tiên nhân chỉ đến các trấn lớn hoặc bộ lạc thôi, chứ họ không đến thôn chúng tôi đâu. Ngô Bình, tôi nghe A Nghị bảo tiên nhân bảo vệ mọi người cơ mà. Trưởng thôn gật đầu, đúng thế, chúng tôi có thể đối phó với dã thú bình thường. Nhưng sâu trong rừng có yêu thú hoặc mãnh thú thì chúng tôi chịu. Khi chúng xuất hiện, chúng tôi phải rung chuông, tiên nhân nghe thấy tiếng chuông thì sẽ tới ngay rồi chém chết lũ dã thú. Ngô Bình không tin tiên nhân lại lương thiện như thế. Có thể giúp đỡ mọi người không công, mọi người báo đáp tiên nhân thế nào. Trưởng thôn, cứ 3 năm, thôn chúng tôi lại nộp 10 bé trai và bé gái đến hầu hạ cho tiên nhân. Ngô Bình, yêu thú có hay đến quấy phá mọi người không? Trưởng thôn, không ạ, mỗi năm chỉ 1 đến 2 lần thôi. Ngô Bình hỏi tiếp, những đứa trẻ được đưa đi có trở về không? Trưởng thôn lắc đầu, không. Chúng đi theo tiên nhân được sống sung sướng rồi thì sao chịu về đây chịu khổ nữa. Sau một hồi trò chuyện, Ngô Bình biết thôn này thuộc một quốc gia tên là nước Kim Ưng. Họ ở vùng hẻo lánh, vì thế không có ai quản lý, trấn cách họ gần nhất cũng phải đi bộ 3 ngày mới tới. Anh hỏi thêm về tình hình của nước Kim Ưng, trưởng thôn cũng không biết nhiều nên chỉ ậm ừ. Ngô Bình định ngồi chơi một lát rồi đi, nhưng A Nghị quá thích anh nên đã mời anh đến nhà mình ở một đêm. Cậu ấy còn bảo sẽ đi tìm gà đồi ngon rồi nấu cho anh thưởng thức. Ngô Bình không thể từ chối, anh cũng thấy có điều kỳ lạ ở đây nên đồng ý ở lại. Loáng cái đã đến buổi tối, A Nghị mang rất nhiều thịt thú rừng về, người trong thôn đều đến cùng tiếp đãi Ngô Bình và hát hò nhảy múa. Hai cô gái xinh đẹp nhất thôn còn to gan mời anh nhảy cùng nên Ngô Bình cũng hòa vào cùng đám đông. Sau buổi tiệc, anh được xếp ở trong một căn phòng tốt nhất. A Nghị ngủ ở ngoài để tiện cho anh sai vặt. Đột nhiên Ngô Bình mở mắt, anh cảm thấy có sinh vật đáng sợ đang tới gần nên đã gọi A Nghị dậy hỏi, có muốn đi xem yêu quái với anh không? Anh rất thích cậu nhóc này, cậu ấy vừa thông minh vừa dũng cảm, đã thế còn lương thiện. A Nghị mừng rỡ, có ạ. Ngô Bình, nhưng em không được nói gì, chỉ nhìn thôi. Vì thế, anh dẫn A Nghị cũng bay khỏi thôn rồi tiến về phía nam. Từ trên cao, A Nghị nhìn thấy có một con gấu đen và một con chuột lớn đang nói chuyện với nhau bằng tiếng người. Con gấu đen, chuột này, mấy người của Thánh Anh Tông bảo chúng ta chỉ được hù dọa,
chứ không ăn thịt người, quá đáng thế nhỉ? Mình là yêu quái mà không cho ăn thịt người, thế thì sống có ích gì nữa? Con chuột khổng lồ, anh gấu chịu khó đi, tháng nào mình chẳng có thịt ăn. Gấu đen hừ một tiếng, tôi muốn ăn thịt người sống cơ. Con chuột, nhưng chúng ta không đắc tội với Thánh Anh Tông được đâu, nếu không nghe lời sẽ bị họ trừ khử đấy. Con gấu đen bực mình mắng nhiếc, người của Thánh Anh Tông đúng là nham hiểm, rõ ràng dùng người sống để luyện công rồi quẳng xác chết cho chúng ta, thế mà còn lừa những người kia rồi bắt họ mang ơn mang huệ, con người đúng là loài giả tạo. Nghe thấy thế, Ngô Bình nhíu mày, sau đó đáp xuống chỗ hai con yêu quái. Con gấu đen giật bắn mình rồi gào lên, định tấn công Ngô Bình. Nhưng ngay sau đó, anh đã phóng khí thức ra làm nó sững sờ, nó nằm rạp xuống đất rồi run rẩy nói, tham kiến thượng tiên. Con chuột còn khiếp đảm hơn, nó run rẩy không dám nói một lời. Ngô Bình, trong Thánh Anh Tông có cao thủ không? Gấu đen, Thánh Anh Tông là một trong bốn môn phái lớn của nước Kim Ưng, tông chủ là Hư Tiên. Ngô Bình, ra là Hư Tiên, xem ra ít thì Thánh Anh Tông cũng là môn phái hạng ba. Thánh Anh Tông này có liên hệ với tiên giới không? Gấu đen, hình như có, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không rõ. Ngô Bình, sau này đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa. Gấu đen và chuột khổng lồ sợ mất mật, sau đó chạy mất dạng. A Nghị vô cùng kinh ngạc nói, anh Lý, chúng nó chính là yêu quái đấy ạ. Ngô Bình, chúng chỉ là yêu quái cấp thấp thôi, nhưng cũng có trí tuệ và biết cách tu luyện rồi, song còn xa mới bằng yêu quái cấp cao. A Nghị, tại sao chúng lại sợ anh thế ạ? Ngô Bình cười đáp, vì khí tức mà anh phóng ra cho chúng biết dù chúng có làm gì cũng không thể đấu lại anh được. A Nghị vô cùng khâm phục, anh Lý giỏi quá. Ngô Bình, A Nghị, anh phải đến Thánh Anh Tông một chuyến nên em về thôn trước đi, khi nào xong việc thì anh sẽ tìm em. A Nghị gật đầu, vâng ạ. Ngô Bình vừa đi vừa hỏi thăm nên không lâu sau đã đến gần Thánh Anh Tông. Cạnh Thánh Anh Tông có mấy thành phố, trong đó có một thành phố khá lớn tên là Thành Tam Thánh. Từ đây đi thêm chục cây số nữa là đến Thánh Anh Tông. Thành Tam Thánh có hơn triệu dân nên cũng không phải một thành phố lớn, nhưng nó rất quan trọng với Thánh Anh Tông, rất nhiều gia quyến của tu sĩ Thánh Anh Tông sinh sống ở đây. Ngô Bình đi tới một quán trà thì thấy họ sử dụng tiền đồng và tiền vàng, hơn nữa có thể dùng tiền bùa để đổi tiền của họ. Một tiền bùa có thể đổi được 100.000 tiền vàng, tỷ giá này cũng ngang với ở tiên cảnh Thái Thanh. Hầu hết người dân đều dùng tiền đồng và tiền vàng, còn người tu hành thì thường dùng tiền bùa hoặc tiền báu. Khi đến một thế giới mới, ai cũng không tránh khỏi tò mò, Ngô Bình cũng vậy, anh đến một quán ăn bình dân rồi gọi bốn món cùng một chai rượu. Cả bữa ăn này ngốn hết của anh ba tiền vàng và một đống tiền đồng. Mùi vị của đồ ăn cũng được, tuy không bằng đồ ở nhà nhưng cũng có vị riêng. Ngô Bình đang uống rượu thai thấy có động đất, thì ra có người đáp từ trên cao xuống đường phố. Ngay sau đó, lại có một người khác đáp xuống tiếp, sau đó dẫm người đáp xuống trước, làm ruột lòi ra, miệng thì ứa máu. Các thực khách thấy thế vẫn ăn uống bình thường, hình như đã quen với cảnh này rồi. Ngô Bình hỏi người ở bàn bên, tự tiện chém giết nhau ngoài phố thế này không sợ bị phạt à? Người đó ngạc nhiên nhìn anh rồi nói, anh ở nơi khác đến à? Thành Tam Thánh chúng tôi do Thánh Anh Tông làm chủ, là đệ tử của họ giết người đấy, người bị giết là tán tu. Ngô Bình, tại sao lại giết tán tu ấy? Người kia, chắc trên người tán tu này có tài nguyên tu hành gì đó, giết hắn rồi thì tên kia cướp được tài nguyên. Lúc này, người bị giẫm đạp đã chết, hung thủ lật người hắn lại rồi tìm kiếm, sau đó hài lòng bay vút lên cao. Người ở bàn bên nói, nhìn thấy chưa, tôi nói không sai mà. Nhưng anh ta vừa quay sang thì đã không thấy Ngô Bình đâu. Ngô Bình đang đi theo hung thủ. Người đó bay về phía một trạch viện lớn. Gã thoạt nhìn khoảng ngoài 30, dáng người cao lớn, thô kệch. Sau khi về nhà thì phát hiện có người đi theo nên ngoảnh lại thì nhìn thấy Ngô Bình. Gã ngạc nhiên hô lên, sau đó vô thức tung một chưởng vào anh. Quỳnh, gã ngã xuống đất, chân trái đã gãy, nửa thân trên tê bì, không thể cử động được. Gã hoảng sợ nói, hảo hán tha mạng, tôi có tiền, cậu có thể lấy hết. Ngô Bình, anh tên gì? Người đàn ông, tôi là Toàn Anh Mãnh đệ tử của Thánh Anh Tông. Ngô Bình, tôi nghe nói Thánh Anh Tông lừa người bình thường gần đây cống trẻ con đến cho mình luyện công, có chuyện này không? Toàn Anh Mãnh nói, có ạ,
từ ngày thành lập đến nay, Thánh Anh Tông chúng tôi vẫn bồi dưỡng Thánh Anh nên cần tinh lực của người sống. Ngô Bình hỏi, Thánh Anh là gì? Toàn Anh mãnh, Thánh Anh là một bí pháp, nếu dưỡng thành thì Thánh Anh Tông chúng tôi sẽ thành môn phái hạng nhất. Ngô Bình bắt gã nói rõ hơn, Toàn Anh mãnh không dám giấu giếm nửa lời nên đã kể hết. Chuyện này cũng không phải bí mật ở Thánh Anh Tông, vì thế một đệ tử bình thường như gã cũng biết. Thì ra người khai tông lập phái của Thánh Anh Tông có tên là Thánh Anh Lão Tổ, ông ta tu luyện một công pháp có thể tăng sức mạnh vô hạn, nhân tố chủ chốt của công pháp này là Thánh Anh. Thánh Anh của Thánh Anh Tông đã được nuôi 2999 năm, chỉ còn nửa tháng nữa là viên mãn và thành Thánh Thần. Theo Toàn Anh mãnh nói thì Thánh Thần rất mạnh, có thể giết chết cao thủ cấp thần tiên hay thậm chí là chân tiên. Dù cách xa hơn nghìn cây số, Thánh Thần cũng có thể giết chết được trên triệu người vô tội. Nghe đến đây, Ngô Bình đã hiểu Thánh Anh Tông là một môn phái vô nhân tính. Anh hỏi, đây là nhà anh à? Toàn Anh mãnh gật đầu, đây là nhà tôi nuôi tình nhân, thi thoảng ghé ở mấy hôm. Ngô Bình thấy người trong nhà chưa phát hiện ra chuyện ở đây nên đã đánh chết Toàn Anh mãnh, sau đó đổi sang quần áo của gã rồi biển thành gã. Theo anh thấy, người của Thánh Anh Tông đều đáng chết, không ai đáng sống cả. Môn phái đổi bại như này tồn tại ngày nào thì nhân gian khổ thêm ngày ấy. Sau khi hóa thành Toàn Anh mãnh, Ngô Bình bay ngay đến Thánh Anh Tông, anh muốn tận mắt nhìn xem Thánh Anh gì đó là thứ quỷ quái gì. Ngô Bình vừa bay đến cổng môn phái, có người nhìn thấy anh đã cười nói, ơ anh Toàn, sao bảo đến chỗ em nào ở mấy ngày cơ mà. Ngô Bình cười phá lên rồi bắt chước giọng của Toàn Anh mãnh, giữa đường giết được một tán tu nên tôi về luôn. Đệ tử gác cổng không cản anh lại nên Ngô Bình đi thẳng vào trong, anh không hiểu về môn phái này, cũng không biết nơi Toàn Anh mãnh tu luyện và sinh sống ở đâu nên cứ đi lung tung. Ngô Bình nhìn thấy có khá nhiều đệ tử ở trong một căn nhà ở phía trước, anh thấy hoàn cảnh sống ở đây bình thường nên đoán họ là đệ tử cấp thấp. Có mấy người đi qua, anh gọi một tên lại hỏi, các người có biết chỗ tôi sống không? Mấy người đó ngoảnh lại nhìn Toàn Anh mãnh rồi chắp tay, tham kiến sư huynh, chúng em biết chứ ạ? Ngô Bình, giờ các người đến đấy quét dọn cho tôi đi. Vâng, mấy người này rất sợ Toàn Anh mãnh nên không ai dám từ chối. Ngô Bình dặn dò vài câu xong thì đi tiếp, chờ anh đi xa rồi, mấy người kia mới bắt đầu oán than. Tên này càng ngày càng quá đáng, cũng chỉ là đệ tử hạng hai thôi mà, có tư cách gì sai bọn mình làm việc vặt cho chứ? Đúng đấy, lẽ ra chỉ có đệ tử cấp 1 mới được sai khiến bọn mình thôi, Toàn Anh mãnh đúng là chẳng ra làm sao. Hừ, tư chất của gã bình thường mà, vài năm nữa là mình vượt thôi. Tuy lầm bầm là thế, nhưng họ đều đi dọn dẹp cho Toàn Anh mãnh ngay. Ngô Bình âm thầm quan sát rồi bám theo họ. Không lâu sau, đám người kia đã tới một biệt viện vuông vức, có khoảng hơn 100 căn thế này, chứng tỏ Thánh Anh Tông có ngần ấy đệ tử cấp 2. Nơi ở của Toàn Anh mãnh có rất nhiều cỏ dại, vì đã lâu không được dọn dẹp nên rất bừa bộn. Đám người kia tới thì bắt tay vào dọn dẹp ngay, người nhổ cỏ, người tỉa cây, người quét dọn. Ngô Bình chờ một lát rồi mới hiên ngang bước ra, các huynh đệ vất vả rồi, dứt lời, anh thưởng cho mỗi người 100 tiền báu. Nhưng khi nhìn thấy khoản tiền này, mặt đám người kia nhăn như ăn phải con ruồi chết, đủ thấy với họ thì ngần này là quá ít. Ngô Bình mặc kệ. Anh nói, cho tôi hỏi thăm tẹo. Mọi người hỏi, sư huynh muốn hỏi thăm gì ạ? Ngô Bình, hôm qua có mấy đệ tử cấp 1 nghe thấy tiếng của Thánh Anh, sau đó đã được lợi đấy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, có chuyện này ư? Ngô Bình, về sau tôi hỏi thì các đệ tử cấp 1 bảo khi ấy họ đứng rất gần Thánh Anh, vì thế mới được lợi. Có một tên thông minh trong đám kia nói, sư huynh, có phải chúng ta đến gần Thánh Anh thì cũng được lợi không? Ngô Bình cố tình giả ngây rồi nói, thì họ nói vậy, hay chúng ta đi thử đi. Người đó tỏ vẻ chán nản nói, sư huynh, phủ Thánh Anh không cho phép người không phận sự lại gần, chỉ có đệ tử cấp 1 và các trưởng lão mới được tới gần thôi. Nếu chúng ta đến đó là bị đuổi ra khỏi môn phái ngay đấy. Ngô Bình, thì chúng ta đừng đến gần quá, cách xa xa ra. Mọi người cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn nên cùng Ngô Bình đi tới vườn hoa cách điện Thánh Anh khá xa. Một người chỉ về phía đông của vườn hoa rồi nói, đi thêm hơn 1000 bước nữa là đến điện Thánh Anh, chúng ta có đứng gần quá không nhỉ? Ngô Bình chỉ muốn họ chỉ đường cho mình, đã đạt được mục đích nên anh nói, mọi người ngồi xuống rồi tập trung cảm nhận đi.
Khi tất cả ngồi xếp bằng xuống, Ngô Bình độn thổ rồi biến mất. Anh di chuyển một đoạn dưới lòng đất tới bên dưới điện Thánh Anh, sau đó khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để quan sát tình hình bên trong. Đại điện này rất rộng, xung quanh được canh phòng nghiêm ngặt, giữa đại điện có một hồ máu khổng lồ, bên trong có một bào thai dài hơn 1 mét. Có một đứa bé đang ngủ say bên trong bào thai, khí tức của nó rất mạnh, bét cũng phải cấp thần tiên. Ngô Bình quan sát kỹ hơn thì thấy hồ máu ấn chưa lực sinh mệnh mãnh liệt, nhưng bào thai đang không ngừng hấp thu nguồn năng lượng ấy. Đột nhiên đứa bé mở mắt, đôi con người đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Đúng lúc này, có một đoàn người đi vào, họ ném 100 bé trai xuống hồ máu. Đám trẻ con nhìn thấy hồ máu thì sợ hãi hét lên, nhưng sau khi bị ném vào trong thì đã biến thành máu hết. Ném người xuống hồ xong, đám người kia rời đi. Một lát sau, có một người đàn ông đi vào, ông ta bái lạy bào thai rồi nói, lão tổ, nửa tháng nữa là người tu thành viên mãn và thành thánh thần rồi. Đứa bé trong bào thai cất giọng nói cổ quái lên, làm tốt lắm. Chờ lão tổ thành công rồi sẽ trọng thưởng cho con. Người đàn ông mừng rỡ, cảm ơn lão tổ. Đứa bé, linh tịch, công pháp tu luyện thần anh là độc nhất vô nhị, nếu lão tổ thành công thì chúng ta sẽ mở ra một con đường tu hành mới. Người đàn ông này chính là Huyền Linh Tịch tông chủ của Thánh Anh Tông, ông ta nói, lão tổ, người chưa từng kể cho con nghe về chuyện công pháp bao giờ, không biết sau này con có thể tu luyện được không? Đứa bé, được chứ, thật ra thứ con nhìn thấy chỉ là biểu tượng thôi. Ta đã hấp thu rất nhiều lực sinh mệnh của con người, lẽ nào chỉ để nuôi một thần anh? Huyền Linh Tịch, vậy là không phải ạ? Đứa bé, đó chỉ là biểu tượng thôi, ta đã uống máu của vô số người, mục đích chỉ có một. Đó là có chân hồn thái cổ. Huyền Linh Tịch, chân hồn thái cổ. Đứa bé, đúng thế, cái ta hấp thu là thứ chứa bên trong huyết mạch của những người này, đó là chân hồn thái cổ. Huyền Linh Tịch, lão tổ, có chân hồn thái cổ rồi thì sao ạ? Đứa bé cười nói, con đã nghe đến chân nhân thái cổ bao giờ chưa? Hồn phách của họ chính là chân hồn thái cổ. Có chân hồn rồi thì sau này chắc chắn sẽ trở thành chân nhân thái cổ. Đứa bé nói tiếp, chắc con không biết được đâu, chữ chân trong từ chân nhân chính là vì chân tiên có thể hồi phục một phần sức mạnh của chân nhân thái cổ. Huyền Linh Tịch ngạc nhiên nói, lão tổ, có diệu pháp này rồi thì chắc chắn Thánh Anh Tông ta sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Dứt lời, ông ta lất một cái bình ngọc ra rồi cười nói, lão tổ, đây là hồn dịch thanh mộc, có ích rất lớn với người, lão tổ có muốn thử luôn không ạ? Đứa bé hào hứng nói, lại lấy được hồn dịch thanh mộc à? Tốt, mau rót vào hồ máu. Huyền Linh Tịch gọi thêm vài câu, không thấy đứa bé có phản ứng gì thì bật cười nói, lão tổ, thôi thì tặng tu vi 3.000 năm của người cho con đi, con sẽ kế thừa ý chí của người rồi trở thành chân nhân thái cổ. Lúc này, có một người thanh niên đi vào, thấy Thánh Anh im lìm, hắn kinh ngạc hỏi, bố, thành công rồi ạ? Huyền Linh Tịch gật đầu, bố đã chờ ngày này mấy trăm năm rồi, cuối cùng cũng thành công. Lão ta uống thuốc phong trần xong thì ý thức sẽ biến mất và giống hệt một đứa trẻ. Nếu thế thì bố cũng dễ luyện hóa lão. Người thanh niên cười nói, bố đã tốn không biết bao nhiêu tiền mới mua được loại thuốc này, thêm 10 bình hồn dịch thanh mộc nữa thì gần như đào cả móng Thánh Anh Tông lên rồi còn gì. Người đàn ông cười phá lên nói, dù sao thì cũng thành công rồi. Con hãy trông coi bên ngoài, đừng cho bất kỳ ai vào, bố sẽ dùng nửa tháng cuối cùng này để luyện hóa Thánh Anh. Người thanh niên gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Sau đó, Ngô Bình nhìn thấy Huyền Linh Tịch phóng Nguyên Anh của mình ra, sau đó thi triển bí thuật để luyện hóa Thánh Anh. Tuy Thánh Anh đã không còn ý thức, nhưng nó vẫn rất mạnh và chống trả sự căn nuốt của người khác theo bản năng. Vì thế Huyền Linh Tịch thở dài thườn thượt, rõ ràng ông ta không thể luyện hóa Thánh Anh nhanh chóng được. Khi Huyền Linh Tịch đang tập trung toàn lực để luyện hóa Thánh Anh thì có một bóng người xuất hiện sau lưng ông ta. Một đường kiếm lóe sáng rồi chém xuống. Huyền Linh Tịch đang tập trung đối phó với Thánh Anh nên không phản ứng kịp, lập tức bị hạ gục. Với cú ra đòn này, Ngô Bình đã dốc hết sức lực và dùng đến 4 chiêu kiếm lớn nhất. Huyền Linh Tịch lập tức bị chém chết. Xử lý thi thể của Huyền Linh Tịch xong xuôi, anh thay quần áo của đối phương, biến thành dáng hình của đối phương. Sau đó anh phóng nguyên thần ra rồi đi vào trong bào thai. Thánh Anh này quả nhiên rất mạnh. Tuy nguyên thần của anh có thể trao đổi với nó, nhưng trong nhất thời không thể luyện hóa nó. Lần biến đổi thứ 3 của thần ma cửu biến tên là phệ thần biến, có thể nuốt chửng mọi sức mạnh thần hồn để mình sử dụng.
phải nhân cơ hội này luyện hóa thánh anh. Nghĩ đến anh lập tức kích hoạt vệ thần biến của thần ma cửu biến. Bào thai khổng lồ kia bắt đầu phun ra những sợi năng lượng chín màu. Những sợi tơ này quấn quanh bào thai, tạo thành một cái kén lớn. Mà đây chính là năng lực mà Ngô Bình có được sau khi trải qua 4 lần biến đổi của thần cơ tơ tầm thần. Tơ tầm thần được tạo thành từ năng lượng, khi Ngô Bình tu luyện có thể giải phóng loại tơ tầm thần này ra bao bọc cơ thể hoặc nguyên thần, hình thành môi trường tốt nhất để tu luyện. Từ đó sẽ giúp việc tu luyện hiệu quả hơn rất nhiều. Tất nhiên, tơ tầm thần không chỉ có một công dụng, nó còn có thể tu bổ cơ thể, nguyên thần, thậm chí dùng để tấn công đối thủ. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã bị biến thành một cái kén lớn chín màu. Nguyên thần của anh ở bên trong đang tiến hành phệ thần biến. Ngày hôm sau con trai của Huyền Linh Tịch lại đến, cực kỳ vui mừng khi thấy người bố Huyền Linh Tịch ngồi khoanh chân bất động còn bào thai được bao bọc bởi cái kén thần chín màu, nhủ bụng xem ra bố nhất định sẽ thành công. Cậu con trai không dám làm phiền, không lâu sau đã vui vẻ rời đi, còn dặn người trông coi lối ra vào, không cho phép bất kỳ ai vào trong ngoại trừ mình. Trong quá trình Ngô Bình tu luyện phệ thần biến, thánh anh dần dần bị anh nuốt chửng, trở thành một phần của nguyên thần anh. Tạp chất có trong thánh anh cũng được lọc sạch toàn bộ trong quá trình biến đổi. Vào ngày tu luyện thứ 6, cái kén chín màu đột nhiên nổ tung. Một nguyên thần có kích cỡ tương đương Ngô Bình xuất hiện, ngoại hình giống hệt anh. Nguyên thần của anh nhìn quanh quất rồi quay về cơ thể Ngô Bình. Trong lần phệ thần biến này, vào thời khắc cuối cùng, thánh anh đã thăng cấp thành thái cổ chân hồn. Nghĩa là nguyên thần của Ngô Bình hiện giờ đã ở cấp bậc thái cổ chân hồn. Lúc này, nguyên thần của anh đã trở về vị trí. Anh cảm thấy nguyên thần ổn định rồi bắt đầu mở thêm gông xiềng. Trước đó anh đã mở được 3 xiềng xích, có 3 loại năng lực, lãnh vực tinh thần, vạn vật hữu linh, theo lành tránh họa. Bây giờ anh đã mở được gông xiềng thứ 4, có loại năng lực thứ 4 dấu ấn sinh mệnh. Sau khi con người bị giết, nguyên thần tiêu tan, cơ thể bị hủy hoại, có nghĩa là đã chết hoàn toàn, cả thể xác và tinh thần đều biến mất. Dấu ấn sinh mệnh là cách ghi lại chính xác mọi thông tin trong cơ thể. Ngô Bình có thể giấu dấu ấn sinh mệnh của mình ở một nơi ẩn mật. Nếu có ngày anh bị giết chết, thể xác và tinh thần bị tiêu diệt, thì dấu ấn sinh mệnh của anh sẽ tự động thức tỉnh, sau đó đầu thai chuyển kiếp. Sau khi chuyển kiếp, anh sẽ lấy lại được ký ức ban đầu và có thể nhanh chóng hồi phục tu vi như trước. Vậy nên có được dấu ấn sinh mệnh đồng nghĩa với việc sở hữu năng lực bất tử. Anh đang cảm nhận thái cổ chân hồn thì con trai của Huyền Linh Tịch đã xông vào vì nghe thấy động tĩnh, vừa nhìn thấy tình trạng của anh liền mừng rỡ hỏi, bố thành công rồi ạ. Ngô Bình hỏi đối phương, hiện giờ Thánh Anh Tông chúng ta có bao nhiêu tiền? Người kia ngẩn ra, ngẫm nghĩ rồi đáp, về cơ bản tiền đều tiêu sạch rồi ạ, hiện tại có thể lấy ra được hơn 800.000 tiền báu thôi. Ngô Bình gật đầu, bây giờ bố phải dùng rất nhiều tiền, con đi chuẩn bị đi. Mà ngần này vẫn chưa đủ. Còn gom cả linh thạch, tiên thạch này kia lại cho bố nữa nhé. Bố đang cần dùng. Đối phương không dám hỏi nhiều, vội chạy đi gom tiền và tất cả tài nguyên, cho vào một chiếc nhẫn chứa đồ rồi giao cho Ngô Bình. Vài giờ sau, Ngô Bình đã lấy được thứ mình muốn. Thánh Anh Tông quả nhiên chẳng có nhiều tiền, tổng cộng chỉ có 2-3 triệu tiền báu, còn không bằng tiền anh kiếm được khi bán một lò đan dược. Lấy được tiền rồi, Ngô Bình bèn liên lạc với Lưu Dịch Phong của Thiên Địa Kiếm Tông. Tuy cả hai ở khá xa nhau, bùa đưa tin vẫn liên lạc được với đối phương. Ông Lưu à, bây giờ tôi đã chiếm một môn phái tên là Thánh Anh Tông, nằm ở nước Kim Ưng. Ông liên hệ với tông chủ, gửi nhóm người của Thục Sơn kiếm phái ban đầu đến chỗ tôi để họ tiếp quản Thánh Anh Tông nhé. Vừa nghe tin Ngô Bình chiếm được một môn phái, Lưu Dịch Phong liền mừng rỡ nói, tốt quá rồi. Tông chủ đang nổi cáu, bảo rằng những nhà khác đều đánh chiếm được nhiều môn phái. Chỉ có Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta tiến triển chậm chạp. Ha ha, ông ấy vừa nói xong thì cậu đã báo tin tốt đến. Tôi thông báo với tông chủ ngay, lát nữa sẽ hồi âm cho cậu. Chưa đầy 5 phút, Lưu Dịch Phong đã có hồi âm, cười bảo, thưa cậu, tông chủ rất vui, đồng ý với thỉnh cầu của cậu, ngoài ra còn cử thêm một số trưởng lão để hỗ trợ cậu. Cụ thể hơn thì chờ chúng tôi đến bàn kỹ với cậu nhé. Ngô Bình báo lại vị trí rồi tiếp tục chờ ở Thánh Anh Tông. Đương lúc rỗi rãi, anh bắt đầu ổn định bước đầu ngưng tụ thái cổ chân hồn. Đến chiều hôm sau, Lưu Vọng Công, Trần Đạo Huyền và các phong chủ, điện chủ đồng loạt xuất hiện, đi cùng còn có 10 trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông, tu vi đều mạnh.
Cuối cùng cũng gặp đám người Lưu Vọng Công, Ngô Bình bảo, Lưu Vọng Công, nghe nói ông quản lý Thục Sơn kiếm phái rất tốt. Tôi lệnh cho ông quản lý Thánh Anh Tông, sau này ông có thể giữ vững lòng trung thành với Thiên Địa Kiếm Tông chứ. Để đề phòng, Ngô Bình vẫn chưa nói rõ thân phận của mình cho những người này biết. May mà Trần Đạo Huyền nắm rõ nội tình, lập tức đưa mắt ra hiệu với Lưu Vọng Công. Thế là Lưu Vọng Công đáp, tôi nhất định sẽ trung thành với Thiên Địa Kiếm Tông. Ngô Bình gật đầu, tốt lắm. Chuyện còn lại giao cho các ông đấy. Nói đoạn, anh triển khai kiếm vực. Trong nháy mắt, cả Thánh Anh Tông bị kiếm vực bao phủ, toàn bộ tu sĩ đều bị áp chế đến mức mất hết sức chiến đấu. Ở Thánh Anh Tông, ngoại trừ Huyền Linh Tịch đã chết là có chút thực lực, những kẻ còn lại đều không đáng nhắc đến. Nhóm người Ngô Bình dễ dàng khống chế toàn bộ Thánh Anh Tông. Trong hôm đó, Thánh Anh Tông đã biến thành một nhánh của Thiên Địa Kiếm Tông, do Lưu Vọng Công phụ trách, Trần Đạo Huyền phụ tá. Ngô Bình có hai lý do để đánh chiếm Thánh Anh Tông. Một là tiêu diệt môn phái thường gây tai họa này để tạo phúc cho người dân địa phương. Hai là bố trí đám người Lưu Vọng Công, Trần Đạo Huyền ở nơi này, đây cũng là cách để một người từng là đệ tử Thục Sơn kiếm phái như anh đáp lại sự gửi gắm của những cố nhân ấy. Tuy Thánh Anh Tông bị tiêu diệt và biến thành người của Thiên Địa Kiếm Tông, song nước Kim Ưng không hề bất ngờ vì điều này, còn nhanh chóng cử sứ giả đến thỏa thuận với Thiên Địa Kiếm Tông. Nội dung thỏa thuận đại khái là sau này mọi lợi ích trên địa bàn của Thánh Anh Tông đều thuộc về Thiên Địa Kiếm Tông. Song nếu nước Kim Ưng gặp giặc ngoại xâm, Thiên Địa Kiếm Tông nhất định phải trợ giúp. Khi việc ở đây đã được giải quyết xong, Ngô Bình lập tức đến Vân Kinh. Anh muốn biết tình hình ở Vân Kinh, dù sao thì ở đó cũng có rất nhiều sản nghiệp đứng tên anh. Anh phi độn một khoảng thời gian, băng qua bao sa mạc, đồng cỏ, núi non, cuối cùng đã đến Vân Kinh. Nơi mà Vân Kinh tọa lạc ngày nay là một khu vực rộng lớn. Phạm vi của nó gồm phần lớn tỉnh Ca ngày trước, trong đó cũng có Thạch Thành. Nó cũng bao gồm hầu hết tỉnh Giang Tả cùng một phần Vân Kinh và hai tỉnh khác. Có lẽ khu vực này tương đương với khu vực trung tâm của Giang Nam trước đây, có diện tích 200.000 km² với dân số hơn 100 triệu người. Mọi thứ xung quanh Giang Nam đã biến thành một thế giới kỳ lạ. Điều thú vị là một số con sông trước đây đã đổi đầu nguồn và kéo dài đến những nơi xa hơn. Càng ra ngoài, sông càng rộng, cách xa vài nghìn dặm đã trở thành những con sông lớn rộng hơn mấy trăm dặm. Đáp xuống Vân Kinh, anh thấy trật tự ở đây vẫn khá bình thường. Điện, nước sinh hoạt, có thể cung cấp bình thường, song các siêu thị đều cháy hàng, đường phố rất vắng vẻ, hầu như không có một bóng người, xe cộ cũng rất ít. Anh đến thẳng nơi ở của mình tại Vân Kinh biệt thự số 1 Vịnh Bạch Long. Lúc bay trên cao, anh thấy xung quanh biệt thự đã bị linh khí bao bọc, có vẻ đã không còn là linh khí Tử Long nữa. Nói đoạn, anh lấy giấy tờ nhà đất cho bên kia xem rồi nói tiếp, đi ngay bây giờ, tôi có thể không truy cứu. Chuyện gì vậy? Một cô gái độ đôi mươi bước ra, dung mạo xinh đẹp nhưng vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Một nam tu sĩ vội vã khom người đáp, công chúa điện hạ. Có một tên dã tu xông vào, bảo nhà này là nhà anh ta. Cô ta bực dọc liếc nhìn Ngô Bình rồi bảo, chỉ là một tu sĩ còn con, giết phát đi là được. Vâng. Hai tu sĩ lập tức ra tay. Cả hai là địa tiên động tiên và địa tiên thần tàng, thực lực đều không kém, vừa ra tay, khí thế đã rất khiếp đảm. Ngô Bình thi triển lãnh vực tinh thần. Trong lãnh vực tinh thần của anh, đòn của hai người họ đều bị anh khống chế, bao gồm thần thông của pháp thuật. Đồng thời anh còn dùng ý nghĩa võ đạo trong lãnh vực tinh thần. Ngay lập tức, đòn của họ liền đánh vào người còn lại. Một tên trúng quyền, một kẻ trúng cước, họ gào lên thảm thiết cùng một lúc rồi ngã sóng xoài. Cô gái kia cả kinh, quát tháo to gan, biết thân phận của bản công chúa hay không hả? Ngô Bình vừa nhìn cô ta vừa đáp, tôi chỉ biết nếu cô còn hống hách như vậy nữa thì tôi sẽ giết cô. Dứt lời, cơ thể của cô gái nọ đã lơ lửng bay lên, sức mạnh trong người tả xung hữu đột, cảm giác như sắp nổ tung vậy. Cô ta kinh hãi thét gào, dừng tay, tôi là công chúa nước Thiên Mông, bố tôi là Chân Tiên. Ngô Bình cười khẩy, Chân Tiên thì có gì hay ho. Tôi có ít nhất 5 tiền bối là Chân Tiên đấy. Cô ta sững sờ. Lúc này mới ý thức được người trước mặt có lai lịch không đơn giản, lập tức nhượng bộ, chúng ta không có thù hận sâu đậm, anh không nhất thiết phải giết tôi mà. Ngô Bình bảo, thế phải xem biểu hiện của cô rồi. Nếu cô làm tôi khó chịu, tôi giết cô thì đã sao? Bây giờ thế đạo hỗn loạn, một người chết đi và một con bọ chết đi cũng chẳng khác gì nhau.
Cô gái kia không còn nóng nảy nữa, đành thở dài, được, tôi sẽ nhận lỗi. Xin lỗi anh. Ngô Bình nói, xin lỗi mà có tác dụng thì thế gian này đâu còn tranh đấu. Cô ta ngỡ ngàng, vậy anh muốn thế nào? Ngô Bình bảo, xông vào nhà tôi còn dọa dẫm tôi, các người đã làm tôi sợ, phải bù đắp về mặt tinh thần cho tôi. Mấy người kia nhìn nhau, nghĩ bụng tên này đúng là mặt dày. Mạnh như vậy mà bảo sợ, nhưng dù Ngô Bình có nói gì, họ cũng không dám trái ý. Cô gái nọ nghiến răng, được, ra giá đi. Ngô Bình nói tiếp, tôi nhát gan, lần này bị dọa sợ ít nhất phải nghỉ ngơi một tháng, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ của tôi. Thế này đi, cô là công chúa, nhà có rất nhiều tiền, bồi thường 10 triệu tiền báu cho tôi là được. Cô ta kinh ngạc thốt lên, 10 triệu, sao anh không cướp luôn đi? Ngô Bình đanh mặt, cướp, ý hay đấy, bây giờ tôi có thể giết cô hoặc trói cô lại, rồi đến nước cô đòi tiền chuộc. Cô gái kia nghiến răng nghiến lợi, được, tôi sẽ đưa 10 triệu cho anh. Ngô Bình vừa nhìn cô ta vừa hỏi, cô đang căm hận tôi sao? Cô ta sững ra, vội đáp, không dám. Ngô Bình gật đầu, tốt lắm, bây giờ giao tiền đi. Giao xong, các người có thể cút. Cô gái này không hổ là công chúa, tháo chiếc nhẫn trên tay ra rồi đưa cho Ngô Bình, đoạn bảo, bên trong có 100.000 viên âm dương tiên tinh, trị giá 10 triệu tiền báu. Bên trong âm dương tiên tinh có chứa âm dương tiên lực, một loại năng lượng khá cao cấp, có thể dùng để bài bố đại trận hoặc tu luyện công pháp hệ âm dương. Giá trị của 100.000 viên âm dương tiên tinh quả thật ngang ngửa với 10 triệu tiền báu. Anh ngắm nghía một lúc, xác định không có vấn đề gì mới cất nhẫn vào, cười nói cô thật giàu có, còn không mặc cả với tôi nữa chứ. Tôi vốn định lấy 1 triệu tiền báu thôi là thả cô đi rồi. Cô gái nọ nghe vậy liền tức đến nỗi muốn hộc máu. Cô ta sầm mặt, dẫn tùy tùng rời khỏi nhà Ngô Bình. Sau khi họ đi khỏi, Ngô Bình cẩn trọng cảm nhận linh khí xung quanh, đoạn lẩm bẩm, không ngờ linh khí Tử Long đã biến thành thần thức Tử Long, xem ra mạch đất phía dưới đã thay đổi. Anh dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, phát hiện dưới chân đã hình thành một long mạch. Long tức màu tím thuần chất phun ra từ long mạch này. Bây giờ anh mới biết, linh khí Tử Long ở đây ngày xưa vốn chỉ là một nhánh của long mạch này. Sau khi không gian gặp lại, nhánh này chỉ có thể phóng ra linh khí Tử Long bình thường. Hiện tại không gian gặp đã mở, hình thành long mạch hoàn chỉnh, nên mới phun ra thần thức Tử Long. Trong các thần long, màu tím Tử Long là màu sắc cao quý nhất, xếp sau là Kim Long rồi đến Hoàng Long. Vậy nên, mạch Tử Long là quý nhất trong tất cả long mạch. Thần thức Tử Long này có thể đẩy nhanh tốc độ tu hành và tiến hóa của mọi sinh vật. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Mạch Tử Long này dùng để tu luyện thần mạch biến cho lần biến đổi thứ tư của thần ma đây mà. Thần mạch biến sẽ cường hóa thần mạch trong nguyên thần. Trước đây, lúc tu luyện kinh cực thần, anh đã mở được 5 thần mạch. Hiện tại, anh muốn mở thần mạch thứ 6 làm thần mạch chủ. Mà mở thần mạch chính phải được ngoại lực hỗ trợ, mạch thần long chính là sự chọn lựa tốt nhất. Thấy ở nhà hầu như không có thay đổi gì, anh bèn đi tìm Lạc Nhi. Lạc Nhi là con nuôi của anh. Đã không gặp nhau một thời gian, anh không biết cậu bé ra sao rồi. Ban đầu anh từng bảo Hạ Lam đưa Lạc Nhi đến Hưng Long sinh sống. Nhưng Hạ Lam đã đánh giá thấp tốc độ thay đổi của thế giới này. Cô cảm thấy không có gì nguy hiểm, mà Lạc Nhi cũng vừa thích nghi với trường mới, nên đã không chuyển đi. Ngô Bình không yên tâm nên sai người đưa một miếng ngọc bội cho Hạ Lam. Nếu mẹ con họ gặp nguy hiểm thì làm vỡ ngọc bội, anh sẽ đến đó ngay lập tức. Đến nơi ở của Hạ Lam, anh thấy cửa đóng chặt, quét thần niệm thì phát hiện trong nhà chẳng có một ai. Người đâu rồi, anh hơi cau mày, lập tức cảm ứng miếng ngọc bội kia. Chẳng bao lâu sau, anh phát giác Hạ Lam thật sự đang ở gần vịnh Bạch Long, bèn chiếu thần niệm, tìm ra vị trí của cô ấy. Tại một biệt thự sang trọng ở vịnh Bạch Long, một đám tu sĩ đang ở bên trong, Hạ Lam và các cô gái khác thì quét dọn vệ sinh, bưng trà rót nước, làm công việc của người ở. Một cậu nhóc khoảng 13, 14 tuổi ngồi trên sofa. Lạc Nhi mới mấy tuổi thì đang cẩn thận cắt móng chân cho cậu ta. Cậu nhóc nọ được vài cô gái xinh đẹp bên cạnh đút thức ăn. Cậu ta rất béo, cân nặng ít nhất phải hơn 200 kg, ục ịch như một quả núi thịt vậy. Thế nên chân của cậu ta rất to, cắt móng cũng khó. Lạc Nhi chỉ là một đứa trẻ, bất cẩn phạm lỗi. Cậu nhóc kia liền cau mày, dùng chân đá văng Lạc Nhi. Mắng mỏ, đồ vô dụng. Đổi người.
Lạc Nhi dường như đã quen với chuyện này. Tuy bị ngã rất đau, xương như muốn gãy lìa, nhưng cậu bé vẫn im thin thít, lặng lẽ quỳ sang bên cạnh. Ở đó có nuôi mấy con chó dữ. Cậu nhóc nọ liếc nhìn, thấy trong bát của chúng còn ít thịt sống nhưng đã dậy mùi biến chất. Cậu ta liền bảo, mày ăn hết thịt đi, nếu dám trở lại, tao sẽ đánh chết mẹ mày. Lạc Nhi không dám trái lời, chậm rãi bỏ đến trước bát rồi quỳ rạp xuống, ăn số thịt ôi bên trong như loài chó vậy. Trên tảng thịt đã lúc nhúc giòi bỏ. Lạc Nhi vừa ăn một miếng đã nôn khan, nhưng cậu bé vẫn cố nhịn, ăn tiếp miếng thứ hai. Cậu nhóc nọ hài lòng bảo, đám tôi tớ chúng mày phải ngoan ngoãn làm việc mới có tư cách sống tiếp. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Bình tức giận đến mức từng sợi tóc nổ tung. Anh bay thẳng xuống, đập vỡ bốn tầng nhà, đáp mạnh xuống bên cạnh cậu nhóc béo ục ịch kia. Vào khoảnh khắc anh tiếp đất, một bán bộ thiên tiên liền ra tay, một luồng sức mạnh khủng khiếp ập đến. Nhưng anh vẫn sửng dưng, phất tay một cái, người kia liền văng xa mấy mét, bị kiếm của Ngô Bình chém thành hai đoạn. Bây giờ anh đã thần ma tứ biến, có thái cổ chân hồn, thực lực đã sớm đạt được cấp bậc hư tiên. Một bán bộ thiên tiên còn con làm sao là đối thủ của anh được. Cậu nhóc kia vẫn rất điềm tĩnh, liếc nhìn thuộc hạ đã chết rồi bảo, to gan lắm, dám ra tay với quý tộc. Ngô Bình cười khẩy, béo như lợn thì có thể là quý tộc nhà nào kia chứ. Cậu ta hừ giọng, tôi là con cháu nhà Thiên Cật. Tộc Thiên Cật chính là một trong 10 dòng họ quý tộc của Đại Thương. Ngô Bình đáp trả, Đại Thương đã diệt vong, bọn quý tộc các người chẳng là cái thá gì. Cậu ta nổi giận, hỗn xược, tuy Đại Thương không còn, nhưng các quý tộc, vương tộc vẫn cai trị khắp nơi. Quý tộc không phải để anh sỉ nhục. Bố nuôi. Cuối cùng Lạc Nhi cũng phản ứng lại, nức nở chạy ào đến. Ngô Bình vươn tay, lấy sạch thịt trong miệng eo ết ra. Đoạn anh cho Lạc Nhi một viên đan dược để khử sạch mùi thối kinh tởm ấy. Anh ôm Lạc Nhi vào lòng, đoạn hỏi, tại sao gặp nguy hiểm mà không làm vỡ ngọc bội? Lạc Nhi đáp, bố nuôi ơi, họ dùng con để uy hiếp mẹ. Mẹ không dám làm kinh động đến bố ạ. Ngô Bình gật đầu, đừng sợ, con đi tìm mẹ đi. Hạ Lam đang ở gần đó, thấy Ngô Bình trở lại, cô ấy vừa mừng vừa lo. Ngô Bình khẽ gật đầu với Hạ Lam để cô ấy không phải lo lắng, đoạn xách cậu nhóc béo ú kia lên, nhấn đầu cậu ta vào bát thức ăn cho chó. Mày không ăn hết đống thịt ôi này, tao sẽ lóc hết thịt mỡ trên người mày. Cậu ta cả kinh, đầu đã bị nhấn đến mức có sức chống trả, chỉ đành nuốt từng miếng thịt ôi thiêu ấy vào bụng. Ngô Bình để cậu ta ăn sạch đống thịt ấy rồi đấm một cái lên da cậu ta. Trên người cậu ta toàn là thịt mỡ. Thịt mỡ này có tác dụng hấp thu đòn tấn công, quá nửa sức mạnh trong cú đấm của Ngô Bình đều bị thịt mỡ hấp thu và tiêu hóa. Dù vậy, cậu ta vẫn không chịu đựng được, toàn thân run rẩy, đau đến mức há miệng. Cậu ta cảm thấy một luồng sức mạnh đáng sợ đang nghiền nát lục phủ ngũ tạng của mình, khiến từng khớp xương vỡ vụn. Chẳng bao lâu sau, cậu nhóc ấy đã biến thành một đống thịt mỡ, chất đống trên mặt đất, không thể nào đứng dậy. Thuộc hạ của cậu ta không dám động đậy, ai cũng khiếp sợ nhìn Ngô Bình. Người này là ai? Năng lực khủng khiếp quá. Ngô Bình hỏi, mày tên gì? Cậu ta run rẩy đáp, Thiên Cật Tứ Phương. Ngô Bình hỏi, nhà họ Thiên Cật đang ở đâu, có mấy thiên tiên trấn giữ? Cậu ta trả lời, nhà họ Thiên Cật có 8 thiên tiên. Ngô Bình hỏi tiếp, mày sai nhiều người hầu hạ mày như vậy có mục đích gì? Cậu ta nói, vì tôi quá béo nên cần nhiều đầy tớ. Nhìn thấy ở đây có nhiều cô gái trẻ trung xinh đẹp nên tôi cho người bắt hết về để sai xử. Ngô Bình cười khẩy, mày dám bảo con tao ăn đồ ăn cho chó, to gan lắm. Nói đi. Muốn chết thế nào? Cậu ta kinh ngạc, anh không thể giết tôi. Trong tộc tôi có chân tiên trấn giữ. Anh dám giết tôi, tộc Thiên Cật sẽ không tha cho anh. Ngô Bình bảo, nếu tao sợ thì bây giờ đã không đứng trước mặt mày. Tao đã xuất hiện, đương nhiên cũng không ngại đánh chết mày. Cuối cùng cậu nhóc nọ cũng hoảng sợ, xin anh bớt giận. Trước đó tôi đã đắc tội, tôi sẵn sàng nhận lỗi. Ngô Bình hỏi, ồ, thế mày định bồi thường thế nào? Cậu ta nghiến răng đáp, tôi sẵn sàng nói cho anh biết một chuyện cơ mật. Gương mặt Ngô Bình chẳng có chút cảm xúc, cơ mật gì. Cậu ta gật đầu, ngay cả vua Đại Hạ và Đại Thương cũng không thể phá giải ý nghĩa cửu đỉnh. Nghe nói chỉ có người có tư chất tuyệt thế, tập hợp đủ 9 đỉnh này, mới có cơ hội mở được cửu đỉnh.
Ngô Bình bảo, nói thế thì cửu đỉnh cũng như gân gà vậy, vô bổ vô dụng. Cậu nhóc kia vội nói, không đâu, thưa anh, cửu đỉnh có thể trấn áp vận khí, nghe nói người có được cửu đỉnh sẽ sở hữu vận khí lớn. Vì thế, mọi người trong thiên hạ đều muốn lấy được cửu đỉnh. Lòng Ngô Bình thoáng động, anh có vận khí tốt, lẽ nào có liên quan đến chuyện trong đạo thụ có hai đỉnh? Anh hỏi tiếp, cửu đỉnh đang ở đâu? Cậu ta đám, tôi cũng không rõ vị trí cụ thể, chỉ biết mấy ngày nữa nó sẽ xuất hiện ở gần đây nên mới đến đây chờ. Ngô Bình bảo, xem ra người muốn lấy được cửu đỉnh không chỉ có cậu. Cậu ta gật đầu, dĩ nhiên, theo tôi được biết, 10 quý tộc lớn và vương tộc, hoàng tộc đều đến đây. Nhắc đến vương tộc, Ngô Bình mới hỏi, vương tộc mà cậu nói là Vân Thị ở Côn Luân. Thiên Cật Tứ Phương cười đáp, Vân Thị là một trong 4 vương tộc lớn. Nhưng Vân Thị mà tôi nói và Vân Thị mà anh biết không giống nhau. Năm xưa, khi không gian gặp lại, không gian gặp mà vương tộc đang ở đã đến một thời không khác, trong đó có một nhánh ở Thái Thanh Tiên Cảnh. Hiện nay không gian đã mở ra, nhánh nhỏ này dĩ nhiên cũng nhập vào nhánh chính của vương tộc Vân Thị. Nói đến đây, cậu ta mới bảo, nhưng các vương tộc đều không thể so sánh với thế lực hoàng tộc hiện nay. Chẳng bao lâu nữa, hoàng tộc Đại Thương sẽ thu phục 4 vương tộc lớn và 10 quý tộc lớn để gây dựng lại Hoàng Triều Đại Thương. Ngô Bình giật mình, gây dựng lại Hoàng Triều Đại Thương. Thiên Cật Tứ Phương đáp, đúng vậy, thế lực của hoàng tộc vẫn rất mạnh, vượt hẳn 4 vương tộc lớn và 10 quý tộc lớn. Ngô Bình nhớ đến Đế Tân, vị vua cuối Đại Thương. Liệu ông ấy có nắm giữ lại quyền lực hoàng tộc không nhỉ? Tôi nghe nói Đế Tân chưa chết, anh bỗng lên tiếng, đồng thời quan sát phản ứng của Thiên Cật Tứ Phương. Nghe đến tên Đế Tân, Thiên Cật Tứ Phương lập tức lộ vẻ ghét bỏ, Đế Tân được xem là người xui xẻo. Nếu ông ta còn sống, hoàng tộc cũng sẽ tiêu diệt ông ta. Ngô Bình hỏi, sau đó đã Chu diệt Thương, lẽ nào Đại Chu không xử lý hết hoàng tộc Đại Thương sao? Thiên Cật Tứ Phương đáp, Chu chỉ là một bộ lạc nhỏ thôi. Khi đó không gian gặp lại, bị nó tiêu diệt chỉ là một phần rất nhỏ của Đại Thương, Đế Tân cũng nằm trong số đó. Vậy nên cách nói Chu diệt Thương thật ra không chuẩn xác. Thực lực của Chu hoàn toàn không sánh được với Đại Thương. Ngô Bình đăm chiêu, đoạn hỏi tiếp, có nghĩa là hoàng tộc Đại Thương vẫn có thế lực rất mạnh, sớm muộn gì cũng thống nhất thiên hạ. Thiên Cật Tứ Phương nói, đúng, chỉ ít quý tộc chúng tôi đều cho là vậy. Ngô Bình lại không nghĩ thế. Anh từng xem bói về vận mệnh của nước Viêm Long, tương lai chắc chắn sẽ trở thành thế lực mạnh nhất của đại lục này. Tuy Viêm Long hiện tại chưa thể đối chọi với hoàng tộc, nhưng chỗ dựa của Viêm Long có Đại Thiên Tôn và tiên giới hỗ trợ, theo thời gian, ưu thế sẽ dần ngả về phía Viêm Long. Nhưng trong vài năm này, đại lục chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, các thế lực tranh chấp với nhau, không ngừng chiến loạn, hệt như các nước chư hầu tranh bá năm xưa vậy. Thiên Cật Tứ Phương bảo, trước đó tôi đã mạo phạm, mong anh thứ lỗi. Ngô Bình trừng mắt nhìn cậu ta, tôi vốn định đánh chết cậu đấy. Niệm tình cậu thành thật, tôi tạm tha cho cậu một mạng. Thiên Cật Tứ Phương không dám nghi ngờ lời của Ngô Bình, bèn đáp cảm ơn anh đã không giết tôi. Ngô Bình hỏi, tôi từng xem bản đồ ban đầu, hình như trên đại lục Côn Luân, Đại Thương chỉ chiếm 1/3 địa bàn. 2/3 còn lại ở đâu? Thiên Cật Tứ Phương trả lời, khu vực còn lại có 3 thế lực hùng mạnh, và 2 khu vực cấm sinh mệnh rất rộng lớn. Dĩ nhiên, 3 thế lực lớn mạnh này nắm giữ rất nhiều nước và bộ lạc. Vào thời điểm hưng thịnh nhất, Đại Thương cũng không dám xem nhẹ sự tồn tại của 3 thế lực này. Đó là 3 thế lực gì? Thiên Cật Tứ Phương đáp, Thiên Đạo Môn ở phía Bắc, phía Đông có thủy tộc với Đông Hải Long Cung đứng đầu, và liên minh bộ lạc ở vùng hoang dã phía Nam. Ngô Bình nghĩ đến vị công chúa Thiên Mông từng xông vào nhà mình, bèn hỏi, từng nghe nói đến nước Thiên Mông chưa? Thiên Cật Tứ Phương nói, nước phụ thuộc dưới trướng Thiên Đạo Môn, thực lực không kém. Hỏi Thiên Cật Tứ Phương thêm vài câu nữa rồi anh đưa Hạ Lam và Lạc Nhi rời đi. Nơi này không còn an toàn. Anh đành tạm thời dẫn 2 mẹ con họ theo mình. Về biệt thự số 1, anh kinh ngạc nhìn thấy vị công chúa Thiên Mông kia lại xuất hiện. Lần này cô ta dẫn thêm 1 vị cao thủ cấp hư tiên. Nhắc thấy Ngô Bình, công chúa Thiên Mông liền chỉ tay về phía anh, lớn tiếng bảo chính là anh ta. Hư tiên kia lạnh lùng hừ mũi, quỳ xuống. Ngô Bình nghiêm mặt đáp, tôi không muốn giết người, không muốn chết thì cút nhanh. Hư tiên nổi giận. Tuy thăng cấp thiên tiên chưa lâu nhưng dù gì gã cũng là thiên tiên,
không ngờ tên địa tiên nhỏ bé này dám xem thường gã. Gã sải một bước đã đến trước mặt Ngô Bình, đưa tay nhấn lên vai anh, muốn anh quỳ xuống cầu xin. Ngô Bình triển khai kiếm vực, sức mạnh toàn thân của hư tiên nọ lập tức bị áp chế. Gã biến sắc, muốn phản kháng, nhưng kiếm vực của Ngô Bình quá mạnh. Đầu gối gã chậm chậm sụm xuống, cuối cùng quỳ trước mặt Ngô Bình. Công chúa Thiên Mông cả kinh, thốt lên, không thể nào. Anh chỉ là địa tiên, sao lại áp chế được thiên tiên? Thiên tiên kia biến sắc nói, anh là thiên kiêu của thế lực nào? Ngô Bình đáp, anh không cần biết. Đoạn anh nhìn sang công chúa nước Thiên Mông, chắc trước đó tôi bảo cô bồi thường ít quá nên cô không cam lòng, lại chạy đến đây để đưa tiền cho tôi à? Sắc mặt công chúa Thiên Mông rất tệ, dự cảm được điều chẳng lành. Ngô Bình nói, xông vào nhà tôi, gọi thiên tiên đến đánh tôi, lần này cô phải bồi thường ít nhất 20 triệu tiền báu. Công chúa Thiên Mông hét lên, không thể nào, anh giết tôi đi. Ngô Bình hờ hững bảo, tôi sẽ không giết cô, nhưng e là thiên tiên này phải chết đấy. Số tiền để bồi dưỡng được một thiên tiên không chỉ 20 triệu tiền báu nhỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 74.